Nhưng Trường Sinh Đế Tôn muốn lập tức trấn áp ông cũng là nằm mơ, tuyệt đối không có khả năng. Hừ, ngươi, Trường Sinh Đế Tôn cũng có chút bất ngờ, Quân Tiêu giao tiếp được một ngón tay của gã mà có thể không có việc gì. Phải biết rằng, cảnh giới của Quân Tiêu giao mới chỉ là Huyền Tôn mà thôi. Một Huyền Tôn có thể tiếp được một ngón tay của Thần Thoại Đế, ai dám tin? Mặc kệ cuộc chiến này như thế nào, thần tử Quân gia cũng coi như sáng tạo một kỳ tích xưa nay chưa từng có. Vô số người đều đang cảm thán đổi là những người khác cho dù có pháp thân thần linh cũng không có khả năng ngăn cản trường sinh đế tôn trường sinh tiên kinh sao trường sinh đế tôn đây là tiên kinh bản mạng của ngươi nhưng đáng tiếc đã bị ta tìm hiểu quân tiêu dao lạnh lùng cười trước kia hắn đã có được trường sinh tiên kinh hoàn chỉnh từ chỗ trường sinh đế tử trong khoảng thời gian nhàn tản trước khi tổ chức tiệc đính hôn trừ tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật ra thì quân tiêu dao cũng đang tìm hiểu trường sinh tiên kinh bởi vì hắn biết cuối cùng chắc chắn mình sẽ đối đầu với chủ tế đầu tiên của trường sinh đảo. Cho nên tìm hiểu pháp của gã trước, tìm ra khuyết điểm và cảm bẫy của gã cũng không tồi. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. À, không nghĩ tới trường sinh tiên kinh rơi vào trong tay ngươi, nhưng... Đã sao chứ, trường sinh đế tôn vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, không để bụng. Đám người quân tiêu giao lại ra tay, trường sinh đế tôn cũng tiến công, hơn nữa còn vận dụng pháp môn trong trường sinh tiên kinh các thần thông trường sinh thất kiếp chỉ nhật nguyệt trường sinh ấn được thi triển ra không thể không nói trường sinh đế tôn thật sự đã khám phá tạo hóa mặc dù quân tiêu dao vẫn luôn tìm hiểu trường sinh tiên kinh cũng tìm kiếm ra một ít khuyết điểm nhưng những điểm đó lại hoàn toàn được bù đắp khi trường sinh đế tôn thi triển ra chiêu thức nào được trường sinh đế tôn thi triển ra cũng vô cùng hoàn mỹ không có chút tỷ vết nào đây là niềm tin vô địch của trường sinh đế tôn quân tiêu dao cũng không nhụt trí vững vàng bình tĩnh hắn lấy thần niệm truyền âm một ít khuyết điểm của trường sinh tiên kinh cho võ hộ, mộng đế và vô trung đại đế. Giúp bọn họ cũng có thể tìm ra những yếu điểm đó, sau đó tập trung vào chúng mà tiến hành công kích. Trường sinh đế tôn có thể cảm giác rõ được sự phản kháng của đám người quân tiêu giao đã mạnh lên, gã lạnh nhạt lắc đầu và nói, con kiến vẫn là con kiến, chỉ biết dùng cách thức buồn cười này. Trường sinh đế tôn giáng thẳng một trường ra, trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn pháp tác lao ra theo một trường của gã. Phanh, đám người mộng đế lại bị đẩy lui, võ hộ lại ho ra máu tươi, nhưng cũng may ông ta là hoang cổ thánh thể, chịu đòn rất giỏi, hơn nữa pháp thân hoang đế gánh vác đa số sức mạnh nên ông ta còn có thể kiên trì. Mà sức mạnh pháp thân thần linh của quân tiêu giao đang cấp tốc tiêu hao. Dù sao đối chiến với một thần thoại cũng tiêu hao quá nhiều sức mạnh huyết tế và sức mạnh tín ngưỡng. Mỗi thời mỗi khắc, quân tiêu giao đều có thể cảm thấy tín ngưỡng chi hải kim mang minh mông trong nội vũ trụ của mình đang có rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được cũng may trước đó quân tiêu giao đã đặt pháp thân thần linh ở tế đàn bất hủ để hấp thu đủ nhiều sức mạnh huyết tế bằng không hiện tại năng lượng khả năng thật sự sẽ không đủ dùng ba ngàn đại đạo trường sinh đế tôn quả nhiên ngươi chọn đi con đường này nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn pháp tắc đi theo một trường kia quân tiêu giao lạnh lùng nói trường sinh đế tôn cũng không ngại báo cho không sai ba ngàn đại đạo ta vốn tưởng rằng mình có thể dựa vào ba ngàn đại đạo thông hiểu đạo lý thăng hoa cực cảnh đăng lâm tiên cảnh nhưng mà ta sai rồi có một pháp tắc làm bản đế tôn hoặc có thể nói là vô số chúng sinh thế gian đều không chiếm được đó chính là vận mệnh đã không có vận mệnh ba ngàn pháp tắc vĩnh viễn sẽ không đầy đủ đăng lâm tiên đạo vĩnh viễn chỉ là si tâm vọng tưởng bản đế tôn không cam lòng ta là trường sinh thiên vĩnh hằng không có khả năng mãi vướng lại ở cảnh giới này cho nên mục tiêu cuối cùng của ta chính là mở ra thành thiên môn vạn linh thiên vực thậm chí tất cả sinh linh tất cả đều phải trở thành tế phẩm thành tựu tiên đạo của ta. Giọng nói của trường sinh đế tôn minh mông cuồn cuộn, khí thức toàn thân dâng lên mãnh liệt, hàng tỷ luồng quang hoa tuôn ra. Gã bắt đầu nghiêm túc kích phát sức mạnh của mình, muốn nghiêm túc ra tay, huyết tẩy tất cả, hoàn toàn mở ra thành tiên môn. chương 2032 đối chiến với trường sinh đế tôn. chương 2032 đối chiến với trường sinh đế tôn. Nghe đến đó, quân tiêu giao xem như đã rõ. Trường sinh đế tôn muốn thành tiên đến điên rồi gã đi không thông con đường ba ngàn đại đạo bởi vì khuyết thiếu vận mệnh không thể dựa vào con đường này để đăng lâm tiên đạo cho nên trường sinh đế tôn quá thất vọng từ thất vọng đến tuyệt vọng đến cuối cùng hoàn toàn mất đi nhân tính loại bỏ tất cả tình cảm thuộc về con người gã muốn dựa vào huyết tẩy chúng sinh để hoàn toàn mở ra thành tiên môn nhưng quân tiêu giao biết trường sinh đế tôn sai rồi triệt triệt để để sai rồi ba ngàn đại đạo tuyệt đối không phải ngõ cụt chỉ là trường sinh đế tôn đi không thông mà thôi không có nghĩa là tuyệt đối không có lối đi. Tỷ như tiên pháp quân tiêu giao đã đánh dấu, tiểu túc mệnh thuật. Tuy rằng tiểu túc mệnh thuật còn kém xa pháp tác vận mệnh chân chính, nhưng ít ra đã có một chút cảm giác và hình thức ban đầu. Số mệnh, bao vây trong vận mệnh là một phần của vận mệnh. Nếu trường sinh đế tôn có được tiểu túc mệnh thuật thì có lẽ gã sẽ bốc cháy lên hy vọng lần nữa. Nhưng đáng tiếc, quân tiêu giao không có khả năng giao tiểu túc mệnh thuật cho trường sinh đế tôn, gã đã mất đi nhân tính quá lâu, chẳng lẽ sẽ vì quân tiêu giao giao tiểu túc mệnh thuật cho gã mà hối cải để làm người mới sao? Căn bản không có khả năng, quân tiêu giao không ngây thơ như vậy. Nếu hắn thật sự giao tiểu túc mệnh thuật cho trường sinh đế tôn thì chỉ có một kết quả, chính là thực lực của trường sinh đế tôn trở nên càng mạnh, quay lại tiêu diệt đám người quân tiêu giao, vô chung đại đế. Mà gã sẽ cùng đi trên hai con đường, vừa lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, lại tiếp tục huyết tẩy thương sinh, mở ra thành tiên môn, có hai lớp bảo hiểm thì vì sao chỉ có thể đi một con đường kia chứ? tiểu hai tử mới lựa chọn, đại nhân đều muốn hết. Cho nên quân tiêu giao sẽ không ngây thơ như vậy, nếu ngươi đến cảnh giới của bản đế tôn thì có lẽ có thể cảm nhận được cảm giác này. Nhưng đó là không có khả năng, trường sinh đế tôn nghiêm túc ra tay, một trường đã đánh vỡ hư không, khí hỗn độn và khí tức thời gian cũng mở ảo tứ tán. Phụt, phó hộ là người đầu tiên bị đánh nát, thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy bị ông ta dùng khí huyết cưỡng chế liên kết lại với nhau, Trung quy pháp thân hoàng đế chỉ là một trong sáu đại pháp thân của hoàng đế, mặc dù mạnh đến mấy thì đối mặt với thần thoại cường hãn tiến công, trung quy vẫn không đủ sức phản kháng. Mà quân tiêu giao cũng bị trùng kích thật mạnh, pháp thân thần linh khổng lồ đang chấn động kịch liệt. Trường sinh đế tôn nghiêm túc lên thì uy lực kia có thể làm cả thiên địa phải tan biến, con sông dài thời gian cũng phải sôi trào. Đám người quân tiêu giao lập tức bị áp chế, rơi xuống hạ phong, hiểm nguy trùng trùng. Trận doanh tiên vực thấy tình cảnh này đều tâm thần khẩn trương, lộ ra dối rắm Quả nhiên, vẫn không được sao, vô số sinh linh tiên vực nhìn này đại chiến khủng bố đến cực điểm này. Vô trung đại đế cộng thêm hoang cổ thánh thể, lại thêm thần tử quân gia, còn có một mộng đế thần bí khó lường mà chẳng lẽ đều không đối phó được với trường sinh đế tôn sao. Phía quân đế đình, rất nhiều người cũng đang khẩn trương. Mà đúng lúc này, một giọng nói ngao ngao vang lên, mẹ nó, người chết chim cũng chỉa lên trời, tiểu gia ta bất chấp mọi giá sau đó chợt nhìn thấy một bóng dáng tròn vo trực tiếp lao lên trời nhanh như chớp. Đó chính là tên béo lỗ phú quý, tên béo chết tiệt, người đang làm cái gì vậy, mau trở lại. Mạc yến ngọc biến sắc, quát lên, tuy rằng nàng rất chán ghét tên béo chết tiệt này, ngày nào cũng đấu võ mồm, nhưng chung quy họ đều là người của công bộ quân đế đình, nàng cũng không hy vọng lỗ phú quý đi chịu chết. Hiện giờ lỗ phú quý một mình phóng đi, phỏng chừng còn chưa tới chiến trường thì đã bị đánh chết. Một ít thành viên quân đế đình khác cũng đang kêu to cái tên béo ác liệt ngày thường ham ăn miếng làm, tham tài háo sắc, tùy tiện đùa giỡn phụ nữ nhà lành này sao lại có dũng khí lao ra vào lúc này? nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt, nhạt bỗng vang lên, để hắn đi đi. một bóng dáng mông lung hiện lên, thiên công đại đế. một ít người ở đây đều chấn động. vị này chính là thiên công đại đế nổi tiếng nhất đương thời của lỗ gia. thiên công đại đế chuyên về rèn, sức chiến đấu không coi là cao trong các đại đế, cho nên ông ta cũng không ra tay. Lỗ Phú Quý là tiểu thái gia của Lỗ gia, chính là con nối dõi của ông ta. Mọi người ở đây đều nghi hoặc khó hiểu, nhìn thấy con nối dõi nhà mình đi chịu chết mà tại sao Thiên Công đại đế lại lộ ra vẻ mặt không sao cả. Mọi người ở đây hết sức nghi hoặc, bên kia, Lỗ Phú Quý dùng tốc độ cực kỳ kinh người nhầm về phía Cửu Thiên. Hắn vừa xông lên, vừa nhét cái gì đó vào trong miệng. Thứ đó rõ ràng là mảnh nhỏ tiên mạch có chứa vật chất tiên đạo. Mụ nội nó, không nghĩ tới lại là thật tiên sư con mẹ nó, tiểu ra bất chấp mọi giá. Quân ca nhi, ta tới đây, lỗ phú quý ngao ngao kêu lên, lại hình thành một loại phong cảnh khác la trong chiến trường tàn khốc túc sát này. Lỗ phú quý, ngươi, quân tiêu giao cũng nghe thấy tiếng nói của lỗ phú quý, thần quang chợt lóe. Thật ra hắn cũng mơ hồ có dự đoán về thân phận chân chính của lỗ phú quý. Trường sinh đế tôn vốn cũng không để ý, nhưng sau khi cảm giác được khí thức của lỗ phú quý, gã bỗng phát ra một tiếng ổ khẽ gã điểm ra một ngón tay, chỉ thẳng về hướng lỗ phú quý. Điều này khiến người ta kinh ngạc, phải biết rằng, trường sinh đế tôn thân là thần thoại đế, cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể làm gã hắn chú ý. Hiện tại có lẽ cả đại đế cũng không có tư cách làm trường sinh đế tôn chú ý. Trường sinh đế tôn điểm một ngón tay về hướng lỗ phú quý. Mụ nội nó, tiểu gia ta bất cứ giá nào. Lỗ phú quý đối mặt với một ngón tay của thần thoại, hắn phát ra tiếng kêu ngao ngao, lộ ra dáng vẻ khẳng khái hy sinh. Nhưng ngay sau đó, chương 2033 tiên khí luyện thế lô, tăng thêm chiến lực. Chương 2033 tiên khí luyện thế lô, tăng thêm chiến lực. Oanh, từ trong cơ thể lỗ phú quý bỗng bùng ra hàng vạn quang hoa, có tiếng phong lôi nổ vang truyền ra. Thân mình vốn tròn xoe như quả bóng cao su của hắn ta lại bành trướng lên trong quang hoa liếm diễm này. Cuối cùng, dưới ánh mắt chấn động trợn mắt há hốc mồm của vô số người, một thần lô kim sắc hoa quang lộng lẫy, tiên quang bốn phía, mang theo khả năng uy áp chư thiên ẩm ẩm hiện lên. Toàn thân cái thần lô kim sắc kia lộng lẫy, mang theo một luồng uy áp không khác gì tiên khí. Trong lúc thần lô tự quay, như có uy năng khủng bố luyện hóa cả vạn vật thế gian. Dại ra, vô số sinh linh đều dại ra, một người lao ra, bỗng biến thành một cái thần lô kim sắc. Điều này thực sự khiến người ta không ngờ được, mà người bất ngờ nhất không ai khác là đám người của quân đế đình, dù sao bọn họ cũng là người quen thuộc với lỗ phú quý nhất. Này, Tên mập chết tiệt, rốt cuộc là, Mạc Yến Ngọc cũng sợ ngây người, làm người cả ngày đấu võ mồm với Lô Phú Quý, giờ phút này trong đầu nàng chỗ trống. Lúc này, Thiên Công Đại Đế thân thể mơ hồ, đứng sừng sững trên vòng trời nhàn nhạt nói cuối cùng cũng thành công. Thiên Công tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rất nhiều người đều nghi hoặc khó hiểu, không phải nói Lô Phú Quý là con nối dõi của Thiên Công Đại Đế sao? Thiên công đại đế nhàn nhạt nói, thật ra lỗ phú quý là kiệt tác do tổ tiên lỗ gia ta hao phí tâm huyết làm ra. Là một chuẩn tiên khí cao cấp nhất, tên là luyện thế lô. Chẳng qua vì khuyết thiếu vật chất tiên đạo nên luyện thế lô mới chậm chạp không thể trở thành tiên khí chân chính. Sau đó có lẽ là vì tổ tiên lỗ gia ta từng vẩy tinh huyết chứa thần hồn lên luyện thế lô. Cho nên dẫn tới trải qua vô số năm tháng, luyện thế lô lại sinh ra ý thức mơ hồ, cũng chính là lỗ phú quý vì tránh một ít phiền toái không cần thiết nên đã nói với bên ngoài, hắn là con nối dõi của ta. Mà hiện tại, khi có được vật chất tiên đạo, rốt cuộc luyện thế lô cũng bước một bước quan trọng trở thành tiên khí. Thiên công đại đế cảm thán nói, lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn là cái bếp lò, mặc yến ngọc có chút dại ra, vậy là cả ngày nàng ta đều phân cao thấp với một cái bếp lò. Quả nhiên như thế, quân tiêu giao lại không quá bất ngờ, trước kia sớm đã có phát hiện. Hơn nữa lúc ở vương quốc bị lãng quên, bọn họ từng đụng phải quá vãng thế hoa, có thể chiếu dọi cảnh tượng kiếp trước. Mà cảnh lỗ phú quý nhìn thấy là một cái bếp lò. Khi đó lỗ phú quý còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, không nghĩ tới thật sự là như thế. Mộ nội nó, không nghĩ tới tiểu ra thật là một cái bếp lò tinh. Giờ phút này trong luyện thế lô truyền đến tiếng nói của lỗ phú quý. Sau khi cắn nuốt đủ vật chất tiên đạo, luyện thế lô thật sự có uy áp tiên khí, nhưng cũng không tính ổn định. Dù sao luyện thế lô cũng mới bước đầu có được tiên khí trị uy, nhưng nó cũng là một thần binh cực mạnh, có trợ giúp cho chiến cuộc này. Quân ca nhi, tiểu lỗ tới giúp ngài. Luyện thế lô phát ra tiếng kêu oai oái, rơi về hướng quân tiêu giao. Quân tiêu giao một tay nâng luyện thế lô, cảm giác được sức mạnh minh mông vô biên trong đó. Đây chính là kiệt tác tổ tiên lỗ ra hao hết tâm huyết để tạo nên, uy thế cường hãn tuyệt luân. Pháp thân thần linh kết hợp với luyện thế lô, có thể nói là cường cường liên hợp nó đã tăng thêm một phần chiến lực quan trọng cho quân tiêu giao. Mà trường sinh đế tôn thấy thế thì ánh mắt không chút gợn sóng. Mặc dù có thêm một tiên khí thì thế nào, gã vẫn vô địch. Oanh, đại chiến lại bùng nổ, có luyện thế lô gia trì, chiến lực của quân tiêu giao càng mạnh, thần quang vô tận dâng lên từ luyện thế lô, như có thể luyện cả chư thiên trong đó. Trường sinh đế tôn giơ tay tung một trường, vỗ về phía luyện thế lô. Đương, tiếng kim loại va chạm làm chấn động cả thiên địa, đau chết tiểu ra ta rồi. Lỗ phú quý kêu lên oai oái, quân tiêu giao dùng một tay chém mạnh loạn cổ phủ đến. Vô trung đại đế lại trấn áp vô trung chi trung xuống. Hai món tiên khí cùng áp chế đến, trường sinh đế tôn giơ tay, trường sinh luân bạo hướng ra, chống lại uy năng của hai tiên khí. Gã dùng thân thể đấu tranh với tứ đại trí cường, đại chiến đến mức này quả thực khiến cả thiên địa cũng phải trầm luân, vạt vật đều vẫn diệt. Đây là một trận chiến liên quan đến sinh tử hai giới. Vạn linh tiên vực đều đang cầu khẩn vô dụng cả thôi phản kháng của các ngươi chỉ là châu chấu đá xe tiếng nói của trường sinh đế tôn vang vang vọng vọng vô số pháp tác liên tiếp bắn ra từ trong cơ thể ga dường như gã chính là thiên đạo chính là chúa tể của vạn vật trong thiên địa sau một phe bạo trùng dường như cả vùng đất quy khư đều như muốn bị tan vỡ thân thể vũ hộ đã bị chia năm xẻ bảy pháp thân hoang đế cũng chợt hạ xuống mà bên này quân tiêu dao vẫn bất động sau lưng hắn mơ hồ nổi lên hình một gốc đại thụ vũ đại minh mông như có thể chống đỡ cả thiên địa. Chính là thế giới thụ, thế giới thụ mông lung chìm nổi trong ánh sáng vô tật, ngăn cách ánh mát bên ngoài. Nhưng cỗ lực lượng kia thì đang bành trướng rất nhanh, đây là lần đầu tiên quân tiêu giao thôi động đến sức mạnh của thế giới thụ. Dường như có hàng tỷ vạn thế giới đang nổi lên cuồn cuộn ép tới trường sinh đế. Tôn, ngươi đã có kỳ vật này sao? Trường sinh đế tôn lại lần nữa kinh ngạc, thế giới thụ, đây chính là bảo bối khiến cho cả thần thoại đế đô cũng phải động tâm. Rốt cuộc thanh niên trẻ tuổi trước mặt đây còn bao nhiêu bí mật nữa. Sáng thế kỷ, thần chi ngục, sau khi gia tăng thêm thế giới thụ, quân tiêu giao lại lần nữa thúc giục đại đạo thần thông bản nguyên của mình. Ngay lập tức, giữa thiên địa lấp đầy hình ảnh của 18 tầng địa ngục, tầng tầng lớp lớp, chấn áp trường sinh đế tôn. Pháp môn tinh diệu, đây là thần thông ngươi tự sáng tạo, trường sinh đế tôn lại lần nữa kinh ngạc. Người thanh niên trước mặt này luôn luôn liên tiếp vượt quá dự liệu của gã. Nhưng, có ích gì với bổn đế tôn không? Ai có thể xử phạt ta? Chương 2034 tội nhiệt dẫn động vạn thế, áp chế ba phần sức mạnh. Chương 2034 tội nhiệt dẫn động vạn thế, áp chế ba phần sức mạnh. Trường sinh đế tôn khí tức hạo đáng, uy nghi của thần thoại hiển hiện muốn xốc thẳng luôn 18 tầng địa ngục lên. Bậc đế trong thần thoại, cả thiên địa đều bị gã dẫm dưới chân, huống chi chỉ là một cái địa ngục a à, thật sao khóe miệng của quân tiêu dao bỗng nhếch lên thành một tia cười lạnh trường sinh đế tôn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tội nghiệt màu đỏ thẫm bắt đầu lây nhiễm lên thân thể gã đây chính là sức mạnh tội nghiệt trong thần chi ngục đây chính là thủ đoạn của ngươi sao sức mạnh tội nghiệt à bổn đế tôn gánh chịu ngàn vạn tội nghiệt thì làm sao trường sinh đế tôn không chút phật lòng bọn chúng tạo hạ giết chóc tội lỗi trồng chất sớm đã nghịch lại ý chí của vạn vật chúng sinh nhưng gã vẫn hoàn toàn không để ý gã là ai, là thần thoại đương thời, trường sinh đế tôn, là trường sinh thiên vĩnh hằng. Với gã mà nói, tội nhiệt của chúng sinh đáng là gì? Có đúng không, nhưng người cũng biết đấy, kiến cắn chết phoi, quân tiêu giao cười lạnh, đúng là với sức mạnh tội nhiệt của thần chi ngục, trường sinh đế tôn chẳng coi là gì. Nhưng cái này chỉ là một kiếp nổ mà thôi, giống như ngòi nổ của thuốc nổ vậy. Thông qua sức mạnh tội nhiệt này dẫn dắt ra đại tội nhiệt mà chính trường sinh đế. Tôn phạm phải, Trường sinh đế tôn vẫn luôn là chủ tế đệ nhất, từ xưa đến nay không biết đã nhắc lên bao nhiêu can qua. Mỗi một lần can qua nổi lên đều có oán niệm của hàng tỷ vạn chúng sinh, hóa thành tội nghiệt bám lên người gã. Chỉ có điều bản thân trường sinh đế tôn đủ mạnh nên mới có thể trấn áp những tội nghiệt này. Nhưng, từng đời từng đời can qua tích lũy lại, sức mạnh tội nghiệt ẩn giấu trong. Trường sinh đế tôn đã mạnh đến mức khó mà hình dung nổi. Những tội nghiệt tích lũy này như túi thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa là có thể kích nổ nó mà một chiêu thần chi ngục này chính là lửa kích, oanh, trong thần chi ngục, sức mạnh của đại tội nghiệt dần lây nhiễm. Bên ngoài thân thể trường sinh đế tôn lập tức bùng lên rất nhiều sức mạnh tội nghiệt đỏ thấm. Sức mạnh tội nghiệt vô cùng vô tận này hóa thành trường hà đỏ như máu cuồn cuộn từ trong cơ thể trường sinh đế tôn vọt ra. Đồng thời, giữa thiên địa, có vô số tiếng nguyền rủa vang lên. Trường sinh đế tôn, ta nguyền rủa ngươi, hận, 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 phá hủy quê hương của ta, giết hết thân nhân của ta. Trường Sinh Đế Tôn, ngươi sẽ chết không yên lành, ta vĩnh viễn sẽ nguyền rủa ngươi. Cho dù hóa thân thành lệ quỷ địa ngục, cho dù rơi vào cửu u 18 tầng, ta cũng muốn nguyền rủa Trường Sinh Đế Tôn, chặt đứt con đường thành tiên của ngươi. Nhiệm lực vô cùng vô tận, các loại nguyền rủa ác độc khắc cốt ghi tâm phun lên như giếng nổi. Đây không phải tội nhiệt mà một đời can qua tạo thành, mà là tội nhiệt của nhiều đời can qua cùng bộc phát một lúc. Có thể nói, sức mạnh tội nhiệt kinh khủng thâm hậu như vậy, đổi lại trên thân đại đế chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử cho dù là tồn tại cỡ gần thần như thánh linh chi khư nếu phải chịu sức mạnh này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với bọn họ trường sinh đế tôn đanh mặt lại toàn thân hiện ra ánh sáng thần thoại xa vạn trượng, uy lực khủng bố ngập trời muốn chấn áp tội nhiệt vạn thế này sâu kiến dù sao cũng là sâu kiến dù liên hợp lại cũng đừng hòng từng bước xâm chiếm cửu thiên chân long trường sinh đế tôn hao phí bao nhiêu sức mạnh mới chấn áp được tội nhiệt vạn đời này thần khu của gã chấn động, không ngừng có sức mạnh tội nhiệt từ trên người gã lao ra, sau đó bị thần lực trấn áp. nhưng dù thế nào đi nữa, tội nhiệt phản thế tấn công mãi, trung quy cũng khiến trường sinh đế tôn bị ảnh hưởng. ít nhất thực lực của gã cũng bị áp chế hơn 3 phần, hơn 3 phần sức mạnh đều phải dùng để trấn áp tội nhiệt phản thế. quá tốt rồi, thủ đoạn của thần tử quân gia đã thành công. nhìn thấy trường sinh đế tôn chấn động thần khu, cả tiên vực vang lên tiếng hoan hô. dù sao cũng là trường sinh đế tôn vừa hiện thế đã là tồn tại cấp boss diệt thế rồi. Thần lực vô biên, không ai có thể ngăn, mà lúc này, lần đầu tiên trường sinh đế tôn bị áp chế, ăn một cái thua thiệt ngầm. Với trận doanh tiên vực, đây chắc chắn là một niềm vui lớn. Vô trung tiền bối, mộng đế tiền bối, phú hộ, chúng ta đồng loạt ra tay. Quân tiêu, giao nói, thực ra không cần hắn nói, tất cả mọi người đều biết. Vô trung đại đế, thần năng toàn thân bắn ra, tay nâng chuông vô trung, pháp thuật khủng bố dần hội tụ trong tay hàng tỷ vạn sợi quang qua đang nở rộ trong lòng bàn tay hắn. Đây là trung cực pháp thuộc về vô trung đại đế, cường đại tuyệt luân, khiến hàng tỷ vạn chư thiên rung động. Vô thủy chi thủy, vô trung chi trung, thiên địa trung mạt, vạn đạo chu thần. Hào quang óng ánh trói mắt, mang theo pháp tắc vô tận, hóa thành dòng lũ càn quét. Đây là pháp tắc mạnh nhất của vô trung đại đế, dòng lũ pháp tắc cuồn cuộn tuyệt diệt hết thảy, chu thần vẫn tiên. Mộng đế cũng ra cực chiêu, sau lưng nàng, sương mù minh mông mơ hồ dường như có thể thấy một bóng hình đeo mặt nạ quỷ yểu điệu thướt tha. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào, Chiều này của mộng đế dường như có thể trầm luân vạn linh thế gian, cường đại như thời gian ẩn ẩn hiện hiện, mông lung vô cùng. Quân tiêu Dao cũng dốc toàn lực thôi động, thôi động sức mạnh trong vũ trụ của bản thân. Còn có sức mạnh của thế giới thụ gia trì, các loại sức mạnh thuộc tính đều nổi lên. Sáng thế kỷ, thần chi quang, sáng thế kỷ, thần chi phạt, sáng thế kỷ, thần chi tế, sáng thế kỷ, thần chi ngục, bốn đại đạo thần thông bản nguyên mà quân tiêu giao tự sáng tạo ra đều hiển hiện. Cảnh này xưa nay chưa từng có, cho tới bây giờ quân tiêu giao vẫn chưa từng đồng thời thi triển bốn thức thần thông đại đạo bản nguyên. Chớ nói chi là, còn có thế lô của lỗ phú quý luyện hóa thân thể cũng đồng thời chân áp. Cỗ ba động kia cường đại đến mức khó mà tưởng tượng nổi, không thể hình dung nổi. Vũ hộ cũng hét dài một tiếng, toàn lực thi triển hết sức mạnh, thánh quyền chuyên thuộc về thái cổ thánh thể vung ra, đả diệt chư thiên. Đối mặt với bốn chiêu trí cường này, trường sinh đế tôn bị áp chế hơn ba phần sức mạnh lạnh như băng, nhưng vẫn mang theo tự tin tuyệt đối. Tịnh thế trường sinh liên, trường sinh đế tôn nâng tay lên, sức mạnh thần thoại vô cùng vô tận hội tụ, các loại pháp tắc, phù văn, huyền ảo sen lẫn với nhau. Cuối cùng biến thành một đóa sen trắng nõn long lanh, cái gì gọi là đóa sen tịnh thế, tịnh hóa thế gian, thanh tẩy vạn linh, đây chính là chân lý của đóa sen tịnh thế. Tương đương với đạn hạt nhân bắn ra, thiên địa thanh tịnh, vạn vật không còn. Hàng tỷ vạn sinh linh đều đang chăm chú nhìn, trường sinh đế tôn ném ra đóa sen tịnh thế, đóa sen kia chậm rãi nở rộ, va chạm vào bốn cực chiếu trí cường. Trường 2035 trường sinh đế tôn bị thương, trung cực đại chiến. Trường 2035 trường sinh đế tôn bị thương, trung cực đại chiến. Không thể hình dung được sóng va chạm kia, tinh hà treo ngược, nhật nguyệt biên đảo, quần tinh vẫn diệt, thiên địa vỡ vụn, quy khư trầm luân đến cuối cùng ánh sáng trói mắt gần như che lóa mọi thứ năng lượng kinh khủng ăn mòn lẫn nhau va chạm lẫn nhau hư không im ắng chôn vùi hỗn độn khí cũng bị đánh ra dường như tất cả mọi thứ đều quay về thời nguyên sơ trong vụ va chạm đến mức choáng váng như vậy có tiếng kêu đau bỗng nhiên vang lên hàng tỷ vạn chúng sinh vào lúc này đều nín thở lùi rồi trường sinh đế tôn lùi rồi tiếng kêu kinh hãi vang lên tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh chỉ thấy trường sinh đế tôn như thần thoại vạn cổ nguy nga sừng sững. Lúc này đúng là đang lùi từng bước kêu rên, là gã đang bị thương. Thần khu vô cùng vĩ ngạn của gã rơi xuống từng chút từng chút máu. Trường sinh đế tôn danh xưng thần thoại vô địch, cuối cùng đã bị thương. Một khắc sau, cả đám người đang căng thẳng đều đổ dồn sang nhìn quân tiêu giao. Vô trung đại đế nâng chuông vô trung, khí chấn hoàn vũ, bất động bất sao, mắt lạnh như điện, bế nghế thương thiên. Đại đế, vô số chúng sinh thiên vực đều nhảy cẫng lên hoan hô vui sướng muốn rớt nước mắt còn có tu sĩ sục sôi dâng trào nhiệt huyết không một ai có thể khiến cho vô trung đại đế ngã xuống ông ấy là tồn tại vô địch vạn cổ nhưng mà trong niềm vui sướng cực độ không một ai chú ý tới sợi tóc màu xám của vô trung đại đế càng bạc hơn sắc mặt của ông ấy dường như càng thêm một nét tang thương mà bên quân tiêu dao này cực kỳ bất ngờ mặc dù quân tiêu dao cũng bị sung kích nhưng hắn cũng không phải nhận quá nhiều sung kích, nguyên nhân rất đơn giản, trước mặt hắn sừng sững một bóng hình xinh đẹp thiên tư thướt tha. Chính là mộng đế, quân tiêu giao thấy được có máu tươi từng giọt từng giọt chảy ra từ móng tay thon dài của mộng đế. Mộng đế tiền bối, ánh mắt của quân tiêu giao run lên, thực ra, ban đầu hắn nghĩ, nếu là pháp thân thần linh đón nhận một đại chiêu này của trường sinh đế tôn, không nói là hoàn toàn bị băng diệt, nhưng cũng sẽ không còn lại quá nhiều năng lượng. Nhưng hiện tại, Mộng đế tiếp nhận phần lớn xung kích cho hắn, cho nên năng lượng của pháp thân thần linh vẫn còn nguyên. Không cần nói gì, đây là ý chí của ta. Mộng đế không quay lại, chỉ từ tốn nói. Nhưng mà, mộng đế tiền bối, thương thế của người. Quân tiêu giao muốn nói lại thôi. Không ngại, mộng đế nhàn nhạt nói, hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình. Cứ như thể thân thể này không phải là của bà, mà bên cạnh, vũ hộ cũng hơi nhận lấy một chút che chở. Nhưng tình huống hiện tại của hắn ta cũng không tốt lắm, máu me đầm đìa. Dù là pháp thân hoàng đế cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sức mạnh minh mông của vị đế trong thần thoại. Lúc này, thiên địa yên tĩnh, cho dù là mấy người thánh linh chi tổ cũng tạm thời ngừng thế công lại. Bọn họ biết, thực ra thắng bại đã định giữa hai phe Trường Sinh Đế Tôn cùng Vô Trung Đại Đế, quân tiêu giao. Không ngờ Bổn Đế Tôn đã bị thương, Trường Sinh Đế Tôn nhấc bàn tay đầu máu tươi lên, bàn tay kia thon dài hoàn mỹ chắc chắn sẽ khiến mọi nữ tử ghen ghét. Lúc này nó đỏ trói mắt màu máu, mỗi một giọt máu tươi đều mang theo khí thức ép sập hư không. Bao nhiêu kỷ nguyên rồi, căn bản trường sinh đế tôn cũng không tính nổi nữa, rốt cuộc đã bao lâu rồi mình chưa từng bị thương. Nhưng hiện giờ, sau rất nhiều kỳ nguyên, không ngờ gã lại bị thương. Gã hoài nghi, chỉ làm gã bị thương thôi sao? Thấy tình trạng của trường sinh đế tôn, dù là quân tiêu giao cũng không tránh khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ phải dùng ra chiêu kia? Hắn nghĩ bụng, trong lúc mơ hồ, hắn luôn cảm giác hình như có cái gì đó không đúng. Theo lý mà nói, Trường Sinh Đế Tôn chắc chắn đã là nhân vật cấp boss sau màn rồi, là đế trong thần thoại đó. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì rất có rất nhiều thứ không giải thích được. Tại sao Trường Sinh Đế Tôn lại muốn nhằm vào mạch thánh thể? Điều này cũng không rõ, cho nên, trước khi hiểu rõ tất thảy, thực ra Quân Tiêu giao cũng không muốn đánh ra hết những quân át mà mình có. A, à, ha ha, Trường Sinh Đế Tôn cười lớn. Chuyện này quá hiếm có, với tâm cảnh vô tình của gã, cười là một chuyện rất hiếm thấy. Các ngươi lại khiến ta cảm nhận được sự đau đớn đã rất lâu rồi không có. Cái này giống như khiến cho Bổn đế Tôn lại có một chút cảm giác làm người trước kia. Trường Sinh Đế Tôn giơ tay lên, liếm liếm máu tươi trên bàn tay mình. Khi Bổn đế Tôn vẫn là người, ta cũng từng bị thương, biết cái cảm giác đau đớn khắc cốt khi tâm kia. Nhưng, cảm xúc trong mắt Trường Sinh Đế Tôn trở nên lạnh lùng vô cùng khi ta tu thành thần thoại thực sự trở thành thần ta liền hiểu chỉ có con sâu cái kiến ti tiện mới có đau đớn chỉ có tiên nhân thật sự mới có thể leo lên con đường siêu thoát các ngươi khiến cho bổn đế tôn trải nghiệm lại cảm giác đau đớn kia một lần nữa vậy ta ban thưởng cho các ngươi cái chết trường sinh đế tôn vừa dứt lời khí tức bắn ra như trường hà cuồn cuộn thế giới vô tận xung quanh gã tiêu tan chỉ có sức mạnh thần thoại không gì sánh kịp trào ra tất cả mọi người đều lạnh lòng họ biết Trường Sinh Đế Tôn thật sự nổi giận rồi. Hùng sư đã rất khủng bố, mà một con hùng sư bị thương nổi giận lại càng khủng bố hơn. Tiêu Giao Ca Ca, bên quân đế đình của Tiên vực, trái tim Khương Lạc Ly đã phát run lên rồi, khuôn mặt trắng tinh như tờ giấy. Nàng cũng phát hiện ra quân Tiêu Giao hiện đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. "Thánh y tỷ, Tiêu Giao Ca Ca." Khương Lạc Ly quay đầu, nhưng không thấy Khương Thánh Y đâu. Khương Thánh Y đã lâu không gặp, trái tim nàng đập bình bịch chương 2036 lựa chọn của Khương Thánh Y. chương 2036 lựa chọn của Khương Thánh Y. Bên cử thiên, quân tiêu giao trầm tư, nếu vậy, hắn chỉ có thể thi triển ra chiêu thức át chủ bài. Mà đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ bỗng nhiên vọng tới. Tiêu giao, quân tiêu giao biến sắc quay đầu nhìn lại, Khương Thánh Y, tóc như thương tuyết, tay áo bồng bềnh bước ngang hư không mà tới. Mảnh chiến trường này của bọn họ trên cơ bản là nơi sinh linh diệt tuyệt ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện tiến vào, mà khương thánh y lại rời khỏi quân đế đỉnh vượt tới. Thánh y tỷ, nàng tới làm cái gì? dường như nghĩ tới điều gì đó, quân tiêu giao chừng mắt mãnh liệt quát lên. Từ trước tới nay, hắn với khương thánh y vẫn luôn ôn hòa, mà lúc này hắn lại quát lớn. Tiêu giao, ta biết mình đang làm gì. Khương thánh y mỉm cười, bắt đầu thôi động khí tức toàn thân. hừm, vô trùng đại đế cũng nhìn sang, sau đó con ngươi cứng lại. Cảnh tượng xưa nay vẫn luôn nhớ mong, một đời kia, một lần kia, ngày đó, cảnh tượng cũng giống nhau, ông ấy nghĩ rằng mình đã chết, vừa mở mắt ra thì thấy nữ tử ông ấy yêu thương nhất, Tây Vương Mẫu, lại vĩnh viễn nhắm mắt lại. Không phụ thương sinh không phụ khanh, một cảm xúc không thể diễn tả rõ dâng lên trong lòng vô trung đại đế. Lúc này, thậm chí cả băng quan sau lưng ông ấy cũng hơi hơi rung lên. Đó là thân thể của Tây Vương Mẫu, người yêu của ông, mà ông là một người cõng quan tài, thế gian có luân hồi, vô thủy diệt vô chung, ánh mắt vô chung đại đế mở đi. Chẳng lẽ, thế gian này, thật sự có thứ giống như luân hồi sao? Không, Thánh Y, bên tiên vực có người hét lớn, chính là sư tôn của Khương Thánh Y, Ngù Thanh Ngưng. Giao trì Thánh chủ cũng ở đây, cũng thất thần, chẳng lẽ, thực sự không thể thoát khỏi số mệnh bi thương. Trước đó là Tây Vương Mẫu, hiện tại là Khương Thánh Y. Cùng một nhân vật, lại đổi người trình diễn, Thánh Y Tỷ. Nàng biết mình đang làm gì không? Quân Tiêu giao trầm Khương Thánh Y đăm đăm. Khương Thánh Y chỉ mỉm cười, nàng không quan tâm đây có phải số mệnh không, chỉ nguyện cho nam nhân nàng yêu nhất một đời mạnh khỏe, đốt cháy bản thân vì chàng. Thực ra, Khương Thánh Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Hoặc có thể nói, từ khi biết câu chuyện về Tây Vương Mẫu, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng nguyện ý hiến ra mọi thứ của mình để Quân Tiêu giao có thể vượt qua đại kiếp trước mắt. Chỉ có dâng ra thập nhị khiếu tiên tâm của mình mới có thể giúp quân tiêu giao triệt để lột xác thành đạo thai tiên thiên thánh thể hoàn mỹ. Như vậy, thực lực của pháp thân thần linh của hắn cũng tăng vọt theo, có thể có được cơ hội thắng. Cũng sẽ đem lại tiềm lực vô hạn cho quân tiêu giao, sẽ trở thành một bước quan trọng để sau này hắn đạp lâm đỉnh phong. Còn về bản thân mình, Khương Thánh Y hoàn toàn không quan tâm. Thánh Y tỷ đừng xúc động, chúng ta có thể vượt qua kiếp nạn này. Quân tiêu giao gần từng chữ, hiếm thấy, vô trung đại đế cũng mở miệng can ngăn. Bi kịch không nên lặp lại, thế gian cũng không nên có dạng luân hồi này. Cảnh tượng trước mắt đây khiến cho vô trung đại đế nhớ lại đau thương nhức nhối vô hạn trong lòng. Đó là nỗi đau khổ và hối hận vĩnh viễn của ông ấy. Mà trường sinh đế tôn cũng hơi khựng lại. Gã lẩm bẩm a à, muốn lặp lại luân hồi kia à? Nhân loại thú vị thật, lấy tâm cảnh đạm mạc như thần của trường sinh đế tôn, gã hoàn toàn không thể nào lý giải vì sao một người có thể nguyện ý nỗ lực hết thảy vì người khác một cách vô điều kiện thậm chí từ bỏ cả sinh mệnh với gã đây quả thực là một điều không thể giải thích khương thánh y không nói gì khi nàng muốn ra tay bỗng nhiên một sức mạnh bao phủ lấy nàng áp sức mạnh của thập nhị khiếu tiên tâm lại khương thánh y dừng lại nhìn theo vừa rồi là mộng đế ra tay mộng đế tiền bối quân tiêu dao cũng hơi thở ra ngươi không cần như thế mộng đế yếu ớt nhìn khương thánh y dường như có thể thấy được bóng hình của nữ đế mặt quỷ sau lưng nàng các nàng vì một người, đều chấp nhất như thế, chẳng tiếc tất thảy. Nữ đế mặt quỷ là đời đời kiếp kiếp tìm kiếm, mà Khương Thánh Y là liều lĩnh kính dâng, cảm giác này khiến cho Mộng Đế xúc động, một cảm xúc nào đó tuôn ra từ trong nội tâm. Hắn cần ngươi làm bạn, ngươi không nên mất đi như thế. Dung nhan vạn cổ không đổi của Mộng Đế lại thoáng qua một ý cười cực mỏng. Nhưng, Khương Thánh Y sừng sốt, ta tới giúp hắn vượt qua kiếp nạn này, hoặc có thể nói, ý nghĩa sự tồn tại của ta vốn là để giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Dứt lời, mộng đế quay sang nhìn quân tiêu giao, mộng đế tiền bối, quân tiêu giao hoảng hốt, dường như hắn biết mộng đế muốn làm gì. Tiêu giao, tên thật của ta, là Nam Kha Mộng. Nam Kha Mộng, giấc mộng Nam Kha, nữ tử đời đời cô tịch ngồi mơ một mình trên mặt trăng. Sau khi gặp được người trong mộng của mình, nàng đã không còn lưu luyến ràng buộc mảy may. Mộng đế từng bước từng bước đạp tới gần trường sinh đế tôn. Mỗi một bước của nàng, pháp tắc đế đạo đều thiêu đốt. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, trước mắt đã đạt tới một cảnh giới vô biên khủng bố. Hử, ngươi muốn hy sinh bản thân, trường sinh đế tôn cũng dừng lại, gã không ngờ mộng đế lại lựa chọn như vậy. Phải biết, tu luyện tới như mộng đế có thể nói đã đứng trên đỉnh cao thế gian rồi. Mà càng đứng trên đỉnh cao lại càng tiếc mệnh, sẽ không dễ dàng khiến cho mình bị thương, càng không muốn mình vẫn lạc. Trường sinh đế tôn chính là như vậy, một lòng cầu trường sinh. Nhưng mộng đế thì ngược lại, không ngờ vào lúc này lại cam nguyện đốt cháy cả bản thân mình. Ngươi, đáng giá không, lúc này, cảm nhận được sức mạnh vô biên từ mộng đế. Dù là trường sinh đế tôn vốn không hề bận tâm, lúc này ánh mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Thực lực bản thân gã đã, đã bị tội nghiệt phản thế áp chế hơn ba phần. Lại thêm lúc trước đã bị thương, lúc này, dường như mộng đế đã thông suốt tất cả, sẵn sàng hy sinh bản thân. Vấn đề này lớn rồi, mặc dù mộng đế còn chưa đạt tới tình độ thần thoại đế, nhưng cũng là tồn tại cấp gần thần. Nhân vật thế này, nếu tự bạo thiêu đốt, thiên địa cũng sẽ bị hủy diệt, vạn vật sẽ bị trầm luân. Thần thoại đế cũng sẽ xảy ra vấn đề, không có đáng giá hay không, chỉ có ta nguyện ý, chương 2037 ta tên nam kha mộng. Chương 2037, ta tên nam kha mộng. Trên mặt mộng đế treo một sợi mỉm cười, đời đời kiếp kiếp, một thân một mình cô tịch trên mặt trăng cửu thiên. Chỉ vì chờ đợi một người liếc hắn một cái, rồi mất đi. Một đời mộng ảo, cuối cùng cũng tỉnh, mà khi mộng đế tỉnh lại thì cũng là lúc nàng biến mất. Giấc mộng nam kha chính là như thế, đây mới là chân lý của mộng. Không, chủ nhân, bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên, có hai người vọt ra từ mặt trăng cửu thiên, chính là tiểu yêu hậu và nhan như mộng. Lúc này, tiểu yêu hậu nước mắt tung hoành, rơi lã trã. Nàng là con thái cổ hoàng điệp đã đậu trên đầu ngón tay mộng đế, bồi bạn cùng nàng rất nhiều tuế nguyệt. Lúc này, Thấy chủ nhân sắp mất đi, nàng khóc tới tê tâm liệt phế. Mộng đế vẫn mỉm cười, Mộng đế tiền bối, không, Nam Kha Mộng, trái tim Quân Tiêu Dao cũng khẽ run lên, mặc dù hắn và Mộng đế gặp nhau không nhiều, nhưng hắn biết, nữ tử này thân là một thế thân của nữ đế mặt quỷ, sao mà cô tịch. Nhìn thì nàng đứng trên đỉnh cao của thế gian, nhưng thực ra là một người đáng thương. Nghe được Quân Tiêu Dao gọi tên thật của mình, Nam Kha Mộng cười ngọt ngào. Một khắc sau, toàn thân nàng đều được bao bọc trong quang hoa sán lạn vô cùng vô số pháp tắc bắn ra chảy xuôi một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp đang bộc phát phóng tới trường sinh đế tôn ngươi cho rằng chỉ thế này đã có thể kết thúc tất cả sao nằm mơ trường sinh đế tôn cũng hiện ra khí thức vô biên pháp tắc thần thoại hiển hiện đối kháng ngay một khắc này nam kha mộng thật sự biến thành ánh sáng chói lòa giấc mộng chói lòa trong một mảnh chói lọi này mơ hồ xuất hiện một bóng hình vô cùng mông lung đứng ngạo nghễ giữa thiên địa siêu thoát khỏi ba ngàn giới thế gian một mặt quỷ mông lung đôi mắt băng xương nhàn nhạt, nhạt đạm mặc nhìn trường sinh đế tôn ngươi ngươi là trường sinh đế tôn hơi rung động nam kha mộng thiêu đốt bản thân hy sinh hết thảy vừa vận kích hoạt lên dấu ấn nữ đế mặt quỷ lưu lại trong cơ thể nàng bóng hình mông lung này chính là sức mạnh và dấu ấn mà nữ đế mặt quỷ lưu lại chỉ có khi nam kha mộng hoàn toàn hy sinh mới hiện ra ầm um, một bàn tay thon dài hoàn mỹ mông lung trong suốt như ngọc đánh ra. ầm um, một trường đánh sụp pháp tắc thần thoại của trường sinh đế tôn. Đùng, cả thế gian kinh hãi, vũ trụ chấn động, trường sinh đế tôn toàn thân băng diệt, phụ máu tươi. Không, chẳng lẽ ngươi đã đi ra một bước kia, làm sao có thể, trường sinh đế tôn thất thố, gầm lên, ta chính là trường sinh đế tôn, là trường sinh thiên vĩnh hằng bất hủ. Trường sinh đế tôn cũng thiêu đốt pháp tắc thần thoại, cả vũ trụ đều rung lên, toàn bộ vùng đất quy khư như sắp bị đánh sập đến nơi. Sóng sức mạnh kia quá kinh khủng, sau khi lạc ấn của nữ đế mặt quỷ một trường phá vỡ pháp tắc thần thoại của trường sinh đế tôn. Nam Kha mộng hiến tế, bộc phát ra tất cả sức mạnh, không giữ lại chút nào, tất cả đều phát tiết trên thần khu của trường sinh đế tôn. Âm, um, quả thực giống như một vạn đầu đạn hạt nhân nổ tung. Cốt nhục của trường sinh đế tôn đều nổ tung, vẩy ra tung tóe, xuyên thủng hư không a à, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên từ miệng trường sinh đế tôn gã bị dìm ngập trong ánh sáng hủy diệt ánh sáng hủy diệt sáng trói mắt khiến cho nơi này như trong mộng trong ánh sáng hủy diệt kia dường như tất cả vật chất đều bị trôn vùi một tôn cấp gần thần tự bạo sao mà kinh khủng lại thêm sức mạnh và lạc ấn mà nữ đế mặt quỷ để lại quả thực có thể nói chiêu này khiến cho trường sinh đế tôn bất ngờ không kịp trở tay lúc này trong quầng sáng hủy diệt vọng ra tiếng trường sinh đế tôn gầm thét kinh hãi thế gian. Khó có thể tưởng tượng được uy lực kia, bên Tiên vực, sắc mặt Thánh Linh Chi Tổ và ba đại chủ tế ai nấy đều cứng ngắc, đáy mắt có vẻ mơ hồ kinh hãi. Có thể nói, nếu đổi lại người nhận lấy đòn này là họ, thì hậu quả thực sự không cách nào tưởng tượng được, chẳng lẽ, thật sự phải thua? Một suy nghĩ xưa nay chưa từng có lúc này lại nổi lên trong lòng ba đại chủ tế. Căn bản bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tình huống thất bại này. Theo lý mà nói, có ba đại nhân vật cấp gần thần như bọn họ, lại thêm tôn thần thoại như trường sinh đế tôn. Có thể nói là hoàn toàn chắc chắn, nhưng người nào có thể ngờ được cục diện sẽ biến hóa thế này. Trường sinh đế tôn, không có vấn đề chứ, đế vẫn thiên hoang mang hỏi, nếu trường sinh đế tôn xảy ra vấn đề, vậy ba đại chủ tế bọn họ coi như. Trên cửu thiên quy khư, bọn quân tiêu giao đứng lặng yên, sức mạnh hủy diệt kia không khuếch tán mà chỉ bao phủ một khu vực quanh trường sinh đế tôn cũng chính vì thế uy lực và lực sát thương mới có thể đạt tới mức cao nhất nam kha mộng quân tiêu dao thở dài thật sâu biết rõ nàng chỉ là một thế thân của nữ đế mặt quỷ là lột xác trong mộng nhưng hắn vẫn buồn mộng đế không phải một công cụ nàng là một người sống sờ sờ là một nữ tử đứng trên đỉnh cao thế gian nhưng trong lòng tràn đầy cô tịch đúng lúc này một mặt nạ quỷ tàn tạ từ trong quang hoa trói lọi phiêu linh bay ra hướng về phía quân tiêu dao quân tiêu dao đưa tay đón lấy đó là mặt nạ quỷ của Nam Kha Mộng, đã tàn tạ, chỉ còn lại một nửa. Đây là minh chứng Nam Kha Mộng đã từng qua thế gian. Quân tiêu giao thu lại, tất cả đã kết thúc rồi sao? Trong ánh sáng hủy diệt, tiếng kêu thét gầm rú của trường sinh đế tôn dần tắt lịm. Vũ hộ toàn thân toàn là máu, tàn tạ không chịu nổi cũng thở dài. Vô trung đại đế tay nâng chuông vô trung, tóc ông ấy bạc thêm vài phần, ông ấy cũng đứng lặng yên. Thánh y tỷ, pháp thân thần linh đi tới bên cạnh Khương Thánh y, thân hình quân tiêu dao hiển hiện đi tới bên cạnh khương thánh y tiêu dao ta hai mắt khương thánh y lấp lánh nước quân tiêu dao không nói lời nào một tay hắn ôm khương thánh y vào lòng rất gấp rất chặt ta không cho phép nàng làm chuyện này hiểu chưa quân tiêu dao nghiêm khắc dặn dò nhưng càng nghiêm khắc càng cho thấy rõ địa vị của khương thánh y trong lòng hắn khương thánh y yên lặng tiếp nhận sự ôn nhu nghiêm khắc của quân tiêu dao sao nàng không muốn vĩnh viễn nắm chặt tay ở bên cạnh quân tiêu dao chứ nhưng so ra, nàng càng hy vọng Quân Tiêu Dao cả đời bình an hơn. Hứa với ta, đừng có làm loại chuyện ngu ngốc này. Quân Tiêu Dao nói, "Ừm, um, ta hứa với chàng." Khương Thánh Y cũng trở tay ôm thật chặt Quân Tiêu Dao. Chương 2038 đánh vỡ số mệnh luân hồi. Chương 2038, đánh vỡ số mệnh luân hồi. Thấy vậy, trong mắt Vô Trung Đại Đế hiện ra một sợi vui mừng nhàn nhạt, nhạt. Sau đó, tựa như nhớ tới chuyện gì đó, trong lòng ông dâng lên một tia đau thương bi ai. Quá tốt rồi, bên quân đế đình, thấy quân tiêu giao và Khương Thánh Y ôm nhau, Khương Lạc Ly nhín khóc mỉm cười. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng đều vô sự, thật sự là quá tốt rồi. Thánh Y, bên hoang thiên tiên vực, ngù thanh ngưng cũng vui đến phát khóc. Đồ nhi duy nhất của bà vẫn bình yên vô sự, ôm lấy người nàng yêu nhất. Một màn này khiến cho người ta thấy vui tự trong lòng. Quá tốt rồi, luân hồi số mệnh vẫn có thể bị đánh vỡ. Quân tiêu giao cùng thánh y đều thoát được gông xiềng số mệnh rồi. Giao trì thánh chủ cũng vui vẻ, Khương thánh y đã thoát được số mệnh của Tây Vương Mẫu. Có thể nói, kết cục như vậy là tròn đầy, mà khi tất cả mọi người ở tiên vực đều thở dài một hơi. Bỗng nhiên, một âm thanh vô cùng khắc cốt lạnh lùng vang lên. Khục, các ngươi tưởng là, tất cả đã kết thúc rồi à? Ánh sáng hủy diệt kia dần dần tan đi, một thân hình tàn tạ nhuốm máu hiện ra là trường sinh đế tôn, lúc này, gã đã không còn vẻ siêu thoát và thong rong trước đó. Thần khu rách tơi tả, máu tươi chảy ròng ròng, mỗi một giọt máu tươi đều nện xuyên qua hư không, giữa lồng ngực gã có một dấu tay máu, tạo thành thương thế nghiêm trọng cho thân thể thần thoại của gã. Chính là do năng lượng của nữ đế mặt quỷ tạo thành. Đương nhiên, Nam Kha Mộng tự bảo cũng gây thương tổn nặng nề cho trường sinh đế tôn. Lúc này, khí tức của gã hỗn loạn, gã bị thương nặng, Tội nhiệt vạn thế kia rất khó để áp chế triệt đề. Nó bộc phát ra từ khắp nơi trong cơ thể gã. Nếu so thần khu của trường sinh đế tôn với một vũ trụ, thì tội nhiệt vạn thế kia chính là nọc độc ăn mòn vũ trụ, khiến cho trường sinh đế tôn vốn đã bị thương lại càng nặng hơn, lại lần nữa ứa máu khóe miệng. Thế này, gã còn không chết, thấy trường sinh đế tôn lại lần nữa xuất hiện, vô số âm thanh kinh hô từ tiên vực vang lên. Đế trong thần thoại quá kinh khủng rồi. Trải qua trận chiến lớn như vậy còn dành ra ba phần sức mạnh để áp chế tội nghiệt phản thế. Còn tiếp nhận toàn bộ uy năng tự bạo của cấp gần thần. Thậm chí còn nhận một trưởng của nữ đế mặt quỷ. Dù thế, trường sinh đế tôn vẫn chưa vẫn lạc, chỉ bị thương nặng. Sinh mệnh lực và thực lực này không thẹn là thần thoại đế. Cho dù là vạn linh ở tiên vực cũng không thể không cảm thán, trường sinh đế tôn đích thực là một vị kiêu hùng thủ đoạn kinh khủng, thực lực mạnh mẽ. Chư vị không cần lo lắng, nhìn trạng thái hiện tại của gã hẳn đã không thể tạo thành uy hiếp với tiên vực nữa rồi. Có cường giả thuộc trận doanh tiên vực nói, mặc dù trường sinh đế tôn còn sống, nhưng trạng thái lúc này của gã không còn ở đỉnh cao nữa. Lại muốn một mình huyết tẩy tiên vực thì không còn khả năng nữa rồi. Trường sinh đế tôn, người đã không hồi thiên được nữa rồi. Vô trung đại đế nhàn nhạt nói, mặc dù bản thân ông ấy cũng không ổn, không còn ở đỉnh phong mà đã rơi xuống thung lũng. Nhưng trường sinh đế tôn lúc này cũng không khá hơn chút nào. Có thể nói, dù không có bọn quân tiêu giao, lúc này một mình vô trung đại đế cũng có thể áp chế trường sinh đế tôn. Mà không có trường sinh đế tôn, chỉ dựa vào thánh linh chi tổ và ba đại chủ tế, hiển nhiên không thể hoàn thành đại thanh tẩy. Cứ như vậy, náo động một thế này trên cơ bản kết cục đã định. Cửu thiên cấm khu, bại, vô trung, người xác định sao? Mặc dù thần khu của trường sinh đế tôn đang băng liệt, nhưng dù sao gã cũng là thần thoại đế, muốn chấn sát vẫn rất khó khăn ngươi không thể gây sóng gió nữa để cho chúng ta vẽ một dấu chấm hết cho náo động này đi vô trung đại đế đưa tay ra chuông vô trung rung lên ông ấy chuẩn bị ra tay quyết một trận tử chiến với trường sinh đế tôn giải quyết khối u ác tính cuối cùng này vô trung tiền bối hai mắt quân tiêu giao rung lên mộng đế đã hy sinh chẳng lẽ vô trung cũng sẽ mất đi sao tiêu dao khương thánh y nắm chặt tay quân tiêu dao bất luận kết quả ra sao bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt mà khi bầu không khí đang căng thẳng, bỗng nhiên, một cái bóng bay thẳng tới tiên môn. Đế hạo thiên, hai mắt quân tiêu giao lạnh đi. Không ai ngờ cục diện sẽ biến hóa thế này. Tất cả mọi người đều cho rằng, náo động này sẽ hạ màn với cái trận tử quyết chiến của vô trung đại đế và trường sinh đế tôn. Ai mà ngờ được lại có một bóng hình ngoài ý muốn vọt vào chiến trường. Chính là đế hạo thiên. Đế hạo thiên, người muốn làm gì? Quân tiêu giao lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, các người đánh nhau càng kịch liệt ta xem càng thư thái mà người thắng cuối cùng nhất định sẽ là ta bởi vì ta là người trùng sinh người trùng sinh cử thế vô song tất cả đại cục tất cả biến hóa phong vân ta đều biết tất cả tất cả mọi người các ngươi chẳng qua đều là quân cờ trong thế cuộc mà thôi bất luận tiên vực hay là cấm khu tất cả các ngươi vô trung đại đế trường sinh đế tôn tất cả các ngươi đều là quân cờ chỉ có đế hạo thiên ta là người chấp cờ thông hiểu thế cuộc Đế hạo thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tóc vàng bay loạn, có vẻ hơi điên cuồng. Thực ra, trong lễ đính hôn, đế hạo thiên lại thua quân tiêu giao lần nữa. Tâm tình của hắn ta bắt đầu không ổn định, sắp phát điên rồi. Mà bây giờ, hắn ta càng giống người điên hơn. Đế hạo thiên, người điên thật rồi. Quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Điên rồi, ha ha, quân tiêu giao, người sai rồi. Ta nói rồi, rất nhanh thôi, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Ta bước vào trong thành tiên môn, Thăng hoa cực điểm, mà các ngươi vẫn chỉ là sâu kiến trong phàm tục. Ngươi có thể bước vào thành tiên môn sao? Đáy mắt quân tiêu giao có thêm một vòng dị sắc, cố ý hỏi. A, à, bởi vì các ngươi không biết gì cả, vì các ngươi là quân cờ. Đế Hạo Thiên lấy ra một cái bàn đá cổ xưa, mang theo một cỗ khí thức thời gian đẳng đẵng Khi thấy bàn đá này, ánh mắt Trường Sinh Đế tôn cũng có vẻ kỳ dị. Sức mạnh huyết tế ngưng tụ từ hắc ám, chỉ có thể mở ra thành tiên môn, chứ không cho người ta tiến vào trong chỉ có nó cũng chính là chìa khóa thành tiên môn, mới có thể thực sự tiến vào trong thành tiên môn. Tất cả các ngươi, thậm chí cả cửu thiên cấm khu, đều đang may áo cưới cho đế hạo thiên ta. Đế hạo thiên cản dỡ nói, bại tướng dưới tay, nó nhảm nhiều như vậy, chương 2039 tiến vào thành tiên môn, ai mới là quân cờ. Trường 2039, tiến vào thành tiên môn, ai mới là quân cờ. Quân tiêu giao điều khiển pháp thân thần linh, một trưởng lao tới đế hạo thiên. Oanh, nhưng sau một khắc, một cỗ khí thức kim sắc minh mông lập tức tràn ra, lòng uy đầy trời, càn quét minh mông. Một thân ảnh vĩ ngạn óng ánh kim sắc, đầu mọc sừng rồng, lòng uy vô biên, dung chuyển thương khung. Đúng thế, Hạo Thiên Long Đế, có cường giả của Cổ Tiên Đình không nhịn được mà hô lên. Hạo Thiên Long Đế, chính là một đại lão siêu cấp của Cổ Tiên Đình. A, à, không ngờ hắn ta lại được Hạo Thiên Long Đế truyền thừa. Chân linh của Đông Hoa Đế Quân hơi có vẻ kinh ngạc đạo thân ảnh này chính là kim thân long đế mà đế hạo thiên tìm được, ẩn chứa vĩ lực vô biên của hạo thiên long đế. Kim thân long đế vỗ ra một trường, ngàn vạn long khí sôi trào, va chạm với pháp thân thần linh của quân tiêu giao. Sóng lớn vô biên trào dâng, pháp thân thần linh và kim thân long đế đồng thời lui bước. Cùng lúc đó, đế hạo thiên cũng vọt thẳng tới thành tiên môn. Thành tiên môn kia đã mở ra một nửa, mà đế hạo thiên cầm chìa khóa bàn đá, sắc mặt kích động điên cuồng. Hắn ta muốn thành công. Ngay cả trường sinh đế tôn cũng vô cùng khao khát có thể bước vào thành tiên môn. Cuối cùng, lại bị đế hạo thiên hắn ta cướp mất. Giờ khắc này, đế hạo thiên cảm giác mình đã bao trùm trên vạn linh chúng sinh trên thế gian. Ngay cả thần thoại đế cũng chưa từng làm được hành động vĩ đại này, vậy mà đế hạo thiên hắn ta lại làm được. Ta là rồng trong loài người, là chúa tể duy nhất của đại thế này, tiền bối, ta muốn thành công. Đế hạo thiên vô cùng hưng phấn, sắp phát điên rồi. Ha ha! Không sai, nguyệt vọng của lão phu cũng sắp đạt được rồi. Vị vô lão thần bí kia cũng phát ra một sợi thần niệm đầy khó hiểu. Đế hạo thiên mang theo bàn đá kia, cũng chính là chìa khóa thành tiên môn, lọt vào trong thành. Nhất thời, cửu thiên và tiên vực đều hoàn toàn lặng thinh, không một ai nói gì. Đầu óc của tất cả mọi người đều khượng hẳn, thậm chí ngay cả thánh linh chi tổ, lục thiên thú thần, đế vẫn thiên chủ, ba đại chủ tế, cả não hải cũng chống không bọn họ gây ra náo động lớn thế này chỉ vì muốn mở thành tiên môn ra tiến vào trong đó vậy mà cuối cùng lại bị một sinh linh mà bọn họ chỉ coi là sâu là kiến tiến vào thế này quả thực khiến cho người ta cảm thấy thực hoang đường tiên vực cấm khu chém giết nhau suốt bao nhiêu kỷ nguyên mỗi lần náo động đại đế tiên vực cùng đại đế cấm khu chém giết không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc có vô số sinh linh vẫn lạc vì thành tiên môn kết quả hiện giờ lại bị một nhân vật mà với họ vô cùng nhỏ bé đạt được. Khiến cho toàn bộ sinh linh cấm khu đều hoảng hốt, tiên đình thiếu hoàng tiến vào thành tiên môn, lúc này bên trận doanh tiên vực cũng đờ ra một lúc. Cấm khu gây ra náo động lâu dài, trường sinh đế tôn và các chủ tế vạch ngưu cuối cùng lại bị đế hạo thiên hái mất quả đào. Quá hoang đường rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy không chân thực, tiêu giao, Khương Thánh Y nắm chặt tay quân tiêu giao, đế hạo thiên, thân là đối thủ một mất một còn của quân tiêu giao nếu hắn tiến vào thành tiên môn có được cơ duyên không cách nào tưởng tượng nổi vậy chẳng phải quân tiêu dao là nguy hiểm nhất sao không việc gì quân tiêu dao lại an ủi nàng hai mắt hắn nhìn chằm chằm thành tiên môn hắn cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy quân tiêu dao luôn cảm thấy thành tiên môn rất rất quỷ dị cho nên hắn mới mặc kệ cho đế hạo thiên đi tìm mảnh vỡ bàn đá đế hạo thiên trong mắt quân tiêu dao giống như chuột bạch thôi đi thăm dò bí mật của thành tiên môn thay hắn lúc này thiên địa an tĩnh tất cả chiến loạn đều tạm thời dừng lại đã có người tiến vào trong thành tiên môn tất cả mọi người đều đang đợi kết quả tiến vào thành tiên môn thật sự có thể thăng hoa sao trong thành tiên môn ánh sáng kỳ quái màu sắc lộng lẫy kỳ dị như thể đi tới một thời không kỳ lạ vậy vật chất tiên đạo vô cùng vô tận chảy xuôi càn quét sắc mặt đế hạo thiên kích động và vui sướng chưa nay chưa từng có Lúc này, bàn đá trong tay hắn ta cũng bay lên, trốn luôn vào sâu trong thành thiên môn. Sau đó, hào quang vô cùng chói mắt bắn ra, một cỗ sức mạnh không gì sánh bằng đang cuộn trào. "Thành công, ta phải thành công, lại tiến thêm một bước." Hai mắt Đế Hạo Thiên nóng bỏng đầy mong chờ, huyết dịch toàn thân như sắp sôi trào. Trùng sinh một kiếp chính là vì thời khắc này, nhưng mà, oanh, sức mạnh vô biên bộc phát trực tiếp đẩy Đế Hạo Thiên ra ngoài thành thiên môn. Bên ngoài thành thiên môn vô số sinh linh tiên vực đều đang nhìn vào trong. Có một lúc, bỗng thành tiên môn rung động kịch liệt, sương mù vô biên phun trào. Một bóng người bị đẩy ra khỏi thành tiên môn, máu tươi bắn tung tóe, chật vật vô cùng. Đương nhiên, chính là đế hạo thiên, tĩnh mịch, giờ khắc này, thiên địa vạn linh đều tĩnh mịch, bọn hắn đều đang đợi, sau khi đế hạo thiên tiến vào thành tiên môn sẽ có thay đổi như thế nào. Liệu có thực sự thăng hoa giống như trong truyền thuyết hay không? hay là đi tới điểm tận cùng của thành tiên môn sẽ bước sang một thế giới khác nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới đế hạo thiên lại bị đánh ra ngoài tại sao tại sao lại như vậy đế hạo thiên vạt áo nhuốm máu xương cốt cả người đều bị sức mạnh này làm vỡ nát nhưng hắn ta không thèm để ý chút nào thậm chí còn không cảm thấy chút đau đớn nào hắn ta chỉ thấy mờ mịt luống cuống rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì còn sự thăng hoa cực điểm thì sao còn việc đã từng nói là có thể thực sự đặt chân vào tiên giới thì sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Không chỉ có Đế Hạo Thiên, tất cả mọi người đều có chút mờ mịt thất thố. Chỉ có Trường Sinh Đế Tôn, ánh mắt mang chút khác thường. Ầm ầm, đúng lúc này, Thành Tiên Môn phát ra âm thanh chấn động. Thành Tiên Môn vốn dĩ mới mở ra một nửa, lập tức bị mở ra hoàn toàn. Sương mù ngập trời xuất hiện, nhưng sương mù này cũng không phải là tiên vụ mông lung, mà là sương mù màu hồng. Giống như là sức mạnh huyết tế, xương mù màu hồng nồng đậm bao phủ cả tòa thành tiên môn, khiến cho thành tiên môn vốn dĩ lộ ra vẻ cổ xưa thần bí, mang theo khí tức tiên vận, trở nên giống như là địa ngục chi môn, khiến cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người đều cảm thấy một sức mạnh bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi đang bốc lên trong thành tiên môn. Cả tòa thành tiên môn cũng bởi vậy mà run rẩy kịch liệt. Sau đó, ong ong, bất hủ tế đàn lại phát sinh dị động sức mạnh huyết tế vô tận, chúng sinh khí huyết, sinh mệnh tinh hoa, sức mạnh oán niệm vân vân. Mọi thứ giống như là hồ lớn sông lớn, bị cuốn vào bên trong thành tiên môn. Giống như là có một loại tồn tại nào đó, đang nuốt chửng những sức mạnh này. Đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trường 2041 một trong tận thế tứ thiên khải, tận thế chủ. Trường 2040, một trong tận thế tứ thiên khải, tận thế chủ. Đừng nói tiên vực vạn linh, ngay cả chủ tế thánh linh chi tổ, giờ phút này cũng không nghĩ ra là chuyện gì. Từ trước đến nay đều là bọn họ chủ động hiến tế thành tiên môn. Tại sao hiện tại, thành tiên môn lại chủ động bắt đầu thôn vệ tế phẩm rồi? Trường sinh đế tôn, chuyện gì xảy ra vậy? Đế vẫn thiên chủ, ánh mắt biến hóa, nói với trường sinh đế tôn. Mặc dù cùng là chủ tế nhưng ba người bọn họ đều là về sau mới kế thừa. Chỉ có trường sinh đế tôn vẫn luôn là chủ tế đầu tiên, chưa từng thay đổi. Trường sinh đế tôn, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn thành tiên môn. Cuối cùng thì thứ cần đến cũng đến rồi, trường sinh đế tôn tự lẩm bẩm tình huống đặc thù trước mắt này, trường sinh đế tôn tự như biết được nội tình nên cũng không quá ngạc nhiên. Hiện giờ thành tiên môn quá quỷ dị, xương mù tràn ngập một màu đỏ, hư không đều đang run rẩy băng diệt. Mơ hồ trong đó, đang tràn ngập khí thức còn kinh khủng hơn hàng tỷ lần so với thái cổ đại hung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tiền bối, đế hạo thiên ngây ngốc, tư duy đều đứt gãy hắn ta lầm bầm, đang gọi vô lão, nhưng mà, không có hồi đáp, thần niệm của vô lão, là bám vào trên thạch bàn. Mà bây giờ, chìa khóa mở ra thành thiên môn, chính là thạch bàn đó đã rơi vào nơi sâu nhất trong thành thiên môn. Đúng lúc này, một âm thanh a à a à vang lên, vô lão, thần sắc đế hạo thiên bỗng nhiên chấn động, giọng nói này cực kỳ giống với vô lão. Hơn nữa lại được truyền đến từ trong thành tiên môn, ta đã chờ đợi bao nhiêu kỷ nguyên, ngày này, cuối cùng cũng đến rồi ngày mà bản tỏa tái hiện thế gian, chính là thời điểm vạn vật trung yên. Giọng nói này truyền ra, vừa khàn khàn lại giống như là vô số ma âm trùng điệp cùng một chỗ, có thể xưng là như ma âm rót vào tai. Mà toàn bộ sinh linh thế gian, đều có thể nghe được giọng nói này một cách rõ ràng. Đây, đây là âm thanh gì? Là từ trong thành tiên môn truyền đến. Cái gì, trong thành tiên môn có sinh linh tồn tại, chuyện này sao có thể? Vạn cổ không người nào có thể bước vào thành tiên môn, Tại sao trong Thành Tiên môn lại có sinh linh được? Không phải là sinh linh tiên giới trong truyền thuyết, chẳng lẽ thực sự là tiên sao? Giờ khắc này, vô tận sinh linh đều đang xôn xao. Đừng nói chúng sinh tiên vực, ngay cả sinh linh cấm khu, giờ phút này cũng có chút sợ hãi. Âm thanh này, quá cổ xưa, quá quỷ dị, quá cường đại. Một câu, dường như khiến tất cả chúng sinh phải ngây ngốc. Quân Tiêu Dao, hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tất cả tất cả mọi căn nguyên, tất cả nhân quả, trong nháy mắt hắn đều sáng tỏ. ầm ầm thành tiên môn, phát ra chấn động ngập trời, giống như là con thú bị nhốt muốn suốt lồng. Sương mù màu hồng nồng đậm tràn ngập, một thân ảnh mông lung, chậm rãi nổi lên từ trong sương mù tràn ngập. Hoàn vũ tên lặng như tờ, thân ảnh mông lung kia, mỗi một bước chân bước ra, đều có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện dưới chân ông ta. Đó là nhất thế náo động, có tiên vực vạn linh đẫm máu, có đại đế gầm thét, là trí cường cấm khu đang chém giết lẫn nhau. Thân ảnh đó lại bước ra một bước nữa, dưới chân lại có huyến cảnh nhất thế náo động xuất hiện. Nói cách khác, thân ảnh này, bước ra một bước, liền đại biểu nhất thế náo động, hàng tỷ sinh linh đẫm máu. Bước ra 10 bước, chính là thập thế náo động, điều này khiến mọi người sợ hãi đến vỡ mật, một bước chính là nhất thế náo động, đây là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Chẳng lẽ thân ảnh này, chính là đầu nguồn thực sự của hắc ám náo động, đại khủng bố không cách nào tưởng tượng được. Giờ khắc này, đừng nói là tiên vực vạn linh, ngay cả sinh linh cấm khu đều phải sợ hãi. Đây rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, cuối cùng thân ảnh này cũng đứng vững, thân hình vẫn được che giấu trong sương mù mông lung. Ông ta nhẹ nhàng nói, như vô số âm thanh và ma âm sen lẫn vào nhau cùng vang lên. Ta là bắt đầu, ta là kết thúc, ta là thẩm phán diệt thế, ta là vạn vật trung cực. Ta chính là một trong tứ thiên khải tận thế, chủ nhân của tận thế, ám đế. Ma âm văng vẳng, truyền khắp thiên địa, Hoàn Vũ rung động, cử thế chấn kinh. Thân ảnh này, chính là một trong tứ đại thiên khải trong truyền thuyết tận thế. Tận thế chủ, ám đế, không cách nào tưởng tượng sự rung động đang hiện lên trong lòng tất cả mọi người. Tận thế tứ thiên khải, là tồn tại như thế nào? Là tứ đại trung cực hắc ám thế gian, là tứ đại nguồn gốc của sự phá diệt, chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, tử vong, nghe đồn vào thời điểm thế gian kết thúc, bốn kỵ sĩ khải huyền sẽ xuất hiện, gieo rắc tai ách và tuyệt vọng cho nhân gian. Quân tiêu giao, biểu lộ vô cùng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trước đó, hắn tự tay kết thúc dị vực ách hỏa chi kiếp. Mà trung cực ách hỏa, là ôn dịch trong tận thế tứ thiên khải. Như vậy, hiện tại vị tận thế chủ ám đế này. Nếu quân tiêu giao đoán không sai, tận thế chủ ám đế, chính là chiến tranh trong tận thế tứ thiên khải. Hắc ám náo động, chính là chiến tranh của nhất thế này đến nhất thế khác. Cùng với nguyên nhân hậu quả, kết hợp với manh mối trước đó quân tiêu giao có được, trên cơ bản hắn đã hoàn toàn hiểu rồi. Tất cả mọi việc hắn đều ra thông suốt, đại hắc thủ cùng đối chiến với hoàng đế, chính là tận thế chủ trước mắt này, ám đế. Chuyện này, sao có thể được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngài là. Vô lão sao? Trong đầu đế Hạo Thiên vô cùng trống rỗng, vô cùng mờ mịt. Giờ phút này hắn ta dường như đã đánh mất cả linh hồn rồi. Ha ha, người cũng có thể gọi bản tọa là Vô lão, nhưng chẳng qua đó chỉ là một thần niệm của bản tọa mà thôi. Tận thế chủ ám đế cười lạnh, dường như có vô tận quỷ kế gian trá đang được ấp ủ trong đầu ông ta. Điều khác với trung cực ách hỏa chính là, tận thế chủ ám đế có được trí tuệ và tính toán tuyệt đối. Bố cục vạn cổ, chính là vì chờ đợi một ngày này sẽ đến. chương 2041 chân tướng rõ ràng, đế hạo thiên tuyệt vọng vẫn lạc. chương 2041 chân tướng rõ ràng, đế hạo thiên tuyệt vọng vẫn lạc. Thế nhưng tại sao, thành tiên môn, đế hạo thiên mất hồn mất vía, lời nói đứt quáng, không suy nghĩ được gì. Mà thế chủ cười gần, bản tọa biết sự nghi hoặc của ngươi, ngươi còn nhớ nguyên nhân bản tọa giúp ngươi không? Đúng vậy, bản tọa đã từng nói ngươi phải giúp bản tọa tìm được nhục thâm. Hiện giờ ngươi đã thành công rồi, rốt cuộc ngươi đã phóng thích bản tọa ra ngoài. Nói cho cùng, bản tọa còn phải cảm ơn ngươi, vẻ mặt mà thế chủ, mang theo sự tàn khốc, ông ta nhìn đế hạo thiên, giống như là đang thưởng thức sự hủy diệt và vặn vẹo của loài người. Loại cảm giác này, thực sự khiến ông ta cảm thấy thích thú. Đế Hạo Thiên cắn nát hàm răng, khuôn mặt đều bị bóp méo. Không đúng, ta tìm thạch bàn, mở ra thành tiên môn, là vì cực điểm thăng hoa, chứ không phải là vì phóng thích ông. Hơn nữa, ta là người trùng sinh A, à, sao có thể như vậy được? Đế Hạo Thiên đang thét gào, hắn ta là người trùng sinh xưa nay chưa từng có, ai có thể tính kế với hắn được? Trùng sinh, ha ha, cái mà ngươi gọi là trùng sinh, chẳng qua chỉ là một thế ảo mộng mà bản tọa mang cho ngươi thôi. Ngươi đã từng tiến vào hư thiên giới, tìm được một khối mảnh vỡ thạch bàn. Trong mảnh vỡ thạch bàn đó, có dính một sợi thần niệm của bản tọa. Sau đó thì ngươi ngủ say, chờ đến khi hoàng kim đại thế sẽ thức tỉnh. Bản tọa, lợi dụng sức mạnh vô thượng, suy tính rất nhiều nhân quả trong tương lai, rót nó vào ý thức đang ngủ say của ngươi. Khiến ngươi này sinh ra một loại cảm giác mình đã sống qua một thế, thông hiểu hết thảy. Sau đó ngươi thức tỉnh, tự cho là mình trùng sinh đến hoàng kim đại thế này. Thật ra ngươi chỉ ngủ sai một thế mà thôi, trùng sinh, ha ha, ngay cả thần thoại đế cũng khó mà tùy tiện thay đổi thời gian nhân quả, há có thể rơi xuống đầu ngươi được. Từ đầu đến cuối, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ của bản tọa mà thôi. Nhân quả duy nhất mà bản tọa không thể tính đến được, chính là kẻ này. Mà thế chủ, đưa ánh mắt về phía quân tiêu giao. Bởi vì quân tiêu giao là người vận mệnh hư vô, vì thế mạnh như mà thế chủ một trong mà thế tứ thiên khải, đều không thể mượn nhờ sức mạnh nhân quả để suy tính tương lai của hắn. Cho nên, trong trí nhớ trùng sinh của đế hạo thiên, mới không có sự xuất hiện của quân tiêu giao. Ta là quân cờ, ta chỉ là con cờ. Đế hạo thiên, phẫn nộ, thống khổ, không cam lòng, bi ai, oán hận. Tâm tình tiêu cực, ấp ủ trong lòng hắn ta, dường như muốn nổ tung. Hắn ta không phải là rồng trong đám người, càng không phải là nhân vật chính của trời đất. Hắn chỉ là một con cờ, một quân cờ thật đáng buồn cười, một quân cờ nực cười bị giam giữ trong bóng tối, vọng tưởng xưng vương xưng bá. Một thằng hề bị người khác tùy ý nhào nặn, tùy ý trêu đùa thật đáng buồn. Ha ha ha, ha ha ha, mọi chuyện đều do ngươi. Sắc mặt Đế Hạo Thiên vô cùng nhăn nhó, phát ra tiếng điên cuồng gào thét cười thảm. Giấc mộng xưng hoàng nhất thế của hắn ta, giấc mộng đứng trên vạn người của hắn ta. Tại thời khắc này, đều phá diệt chết đế hạo thiên đánh mất hết lý trí thôi động long đế kim thân oanh sát về phía mà thế chủ dường như hắn ta thiêu đốt tất cả pháp tắc khí huyết tuổi thọ không quan tâm đến thứ gì hết nữa hắn ta chỉ muốn giết đại hắc thủ sau màn này người đã trả đạp lên tôn nghiêm sự kiêu ngạo của hắn ta như những thứ không chút giá trị gì phù mà thế chủ nhẹ nhàng thổi một ngụm một ngụm máu tươi phong bạo phun ra long đế kim thân cường hãn vô biên kia trong nháy mắt hóa thành bụi bặm mà thân hình đế hạo thiên, từng khúc chôn vùi trong bão táp, hóa thành cho bụi. Cuối cùng, chỉ còn một cái đầu lâu của đế hạo thiên, quay đầu. Đôi mắt bạc của hắn ta đối diện với ánh mắt quân tiêu dao im lặng không nói gì. Hắn ta thua rồi, không phải bại trong tay quân tiêu dao mà là kể từ thời khắc hắn ta thức tỉnh, hắn ta đã bại rồi. Quân tiêu dao ta hy vọng người có thể đánh bại ông ta, bờ môi đế hạo thiên nhúc nhích, cuối cùng nói một câu. Sau đó thân hình của hắn ta biến thành bụi, tan vào trong trời đất quân tiêu dao nghe vậy trong lòng thở dài một hơi đế hạo thiên người quá kiêu ngạo lại quá vô tri có lẽ đây chính là số mệnh của đế hạo thiên thật ra ngay từ đầu quân tiêu dao đã nhận ra chuyện đế hạo thiên trùng sinh không đơn giản như vậy sau lưng hắn ta bao phủ âm mưu rất sâu mà bây giờ quả nhiên như dự liệu của hắn nhưng hiện giờ quân tiêu dao còn một số nghi vấn phải nghiệm chứng lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên mà thế chủ, bản đế tôn đã hoàn thành chuyện này, hy vọng ngài cũng có thể tuân thủ lời hứa của ngài. Trường sinh đế tôn, đứng chắp tay, từ tốn nói. Ha ha, chuyện đó là dĩ nhiên, mà thế chủ ám đế lơ đánh nói. Trường sinh đế tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người thánh linh chi tổ, từ tiên vực đến cửu thiên trong nháy mắt. Đám người đông hoa đế quân chân linh, độc cô kiếm thần, côn luân thiên sư, cũng đi tới bên cạnh quân tiêu giao. Nghe giọng nói của trường sinh đế tôn, dường như hắn ta đã sớm biết, mà thế chủ ám đế ở trong thành tiên môn. Nhưng tất cả những chuyện này, rốt cuộc là như thế nào? Tam đại chủ tế bọn họ, đều hoàn toàn mơ mơ màng màng. Cho tới bây giờ, trường sinh đế tôn cũng không ngại nữa, hắn ta thản nhiên nói. Thật ra cái gọi là hắc ám náo động của nhất thế này đến nhất thế khác, chẳng qua chỉ là một giao dịch giữa bản đế tôn và mà thế chủ mà thôi. Trường sinh đế tôn nói, lời này vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh im ắng, toàn bộ sinh linh đều ngây ngốc, thậm chí là quân tiêu giao, mặc dù đã từng phỏng đoán như vậy. Nhưng khi thật sự được xác nhận, hắn vẫn rung động trong lòng, náo động nhất thế, có bao nhiêu đại đế chôn xương, bao nhiêu anh kiệt vẫn lạc. Hàng tỷ sinh linh phải chết, đừng nói tiên vực, cho dù là cửu thiên cấm khu, cũng phải trả cái giá lớn. Mà tất cả náo động, tất cả hủy diệt này, chẳng qua chỉ là một giao dịch của trường sinh đế tôn và mà thế chủ. Chuyện này quả thực hoang đường khiến người khác không thể tin được mà thế chủ khạc khạc cười một tiếng, dường như ông ta đang vô cùng thưởng thức, sự rung động và tuyệt vọng hiện lên trên mặt chúng sinh. Vì thế ông ta rất kiên nhẫn mở miệng nói, thật ra nếu các người muốn trách, thì hãy trách hoàng đế đi. Nếu không phải ông ta phong ấn bản tỏa trong thành tiên môn, bản tỏa cũng sẽ không nghĩ ra cách này. chương 2042 khởi nguồn của mọi nhân quả chương 2042 khởi nguồn của mọi nhân quả Nghe thấy hoàng đế, ánh mắt của quân tiêu giao, vũ hộ, vô trung đại đế đều lóe sáng. Hoàng đế là thái cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, là người khai sáng hoang cổ thánh điện. Mà hắc thủ đối chiến với hoàng đế chính là mặt thế chủ, ám đế trước mặt này. Mà về sau, ám đế tựa như không giấu giếm chút nào nữa, nói hết ra mọi nhân quả. Chỉ có như vậy ông ta mới mới càng có thể thưởng thức sự tuyệt vọng trên mặt tất cả chúng sinh. Loại tuyệt vọng đó, loại hận ý đó, loại oán niệm đó, loại dẫy dụa bất lực, khiến ông ta hưng phấn không thôi. Ám đế, chính là chiến tranh trong mặt thế tứ thiên khải. Sự tồn tại của ông ta, chính là nguồn gốc của mọi chiến tranh. Mà thế chủ ám đế, dùng chúng làm chất sinh dưỡng, dùng sự tuyệt vọng của chúng sinh làm thức ăn. Ông ta ẩn phía sau màn, thao túng kỷ nguyên, châm ngòi các thế lực lớn chiến loạn, khiến tiên vực huyết vũ bay tán loạn, chiến tranh không ngừng. Mà khi đó, một vị tồn tại trí cường đã phát hiện ra mánh khóe. Phía sau rất nhiều huyết tinh chiến loạn, dường như có một đại hắc thủ đứng sau màn, thao túng mọi thứ người phát hiện ra đại hắc thủ sau màn này chính là hoàng đế vị thái cổ thánh thể mạnh nhất che đậy rất nhiều kỷ nguyên ông ấy dựa vào các loại manh mối tìm được mặt thế chủ ám đế lập tức bạo phát ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa mà hư thiên giới chính là nơi lưu lại một phần dấu tích cuộc đại chiến giữa hoàng đế và mặt thế chủ hoàng đế mặc dù thái cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử thần uy cái thế quét ngang kỷ nguyên nhưng mà thế chủ ám đế cũng là một trong mặt thế tứ thiên khải sự tuyệt vọng cuối cùng của thế gian thực lực cường đại đến mức không thể nào tưởng tượng nổi vì thế mạnh như hoang đế mặc dù có thể đối chiến cùng mặt thế chủ nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn chấn áp ông ta nhưng đúng vào lúc này thành tiên môn lại xuất hiện cũng không ai biết thành tiên môn xuất hiện lúc nào cũng không biết tại sao thành tiên môn lại xuất hiện nhưng nó cứ như vậy dáng lâm không có bất cứ lý do nào có truyền thuyết nói rằng nếu có thể bước vào thành tiên môn thì có thể vũ hóa thành tiên. Cũng có người nói, thành tiên môn là cánh cửa thông với tiên giới cổ lão. Lại có người nói, thành tiên môn là cổ bảo chân tiên để lại. Nói tóm lại, có rất nhiều cách nói về thành tiên môn này. Mà khi đó, hoàng đế thân là cường giả đỉnh cao thế gian, là tồn tại có khả năng tìm tòi nghiên cứu thành tiên môn. Mà hoàng đế cũng đã làm như vậy, nhưng mục đích ông ấy làm như vậy, không phải là vì thành tiên, mà là phải nghĩ cách giải quyết triệt để mầm tai vạ của tiên vực chính là mà thế chủ ám đế này sau khi hoàng đế nghiên cứu thành tiên môn tìm được chìa khóa để mở ra thành tiên môn cũng chính là thạch bàn cổ kia sau đó hoàng đế phát hiện phía sau thành tiên môn là một tiên lộ sớm đã tuyệt đường rồi nói cách khác đây là một cánh cửa bị vứt bỏ nhưng ở trong đó lại có lượng lớn tiên đạo vật chất hoàng đế vừa mượn nhờ tiên đạo vật chất để tu luyện vừa nghĩ ra một cách đó chính là lấy thành tiên môn làm căn cơ Xem như trận nhãn phong ấn, mãi mãi phong cấm mà thế chủ ở trong đó. Về phần tại sao chỉ là phong cấm, mà không phải tiêu diệt. Đó là bởi vì, sức mạnh của mà thế chủ quá cường đại. Hơn nữa chỉ cần thế gian có họa loạn, có chiến tranh, có huyết tinh, có chém giết. Thì sẽ rất khó có thể hoàn toàn diệt tuyệt mặt thế chủ. Vì thế, hoàng đế muốn vĩnh thế phong ấn ông ta. Ở phía khác, thân là mà thế chủ ám đến một trong mặt thế tứ thiên khải. Thực lực của ông ta cũng cường đại vô biên thậm chí mạnh đến mức có thể thôi diễn vạn vật nhân quả. Chính bởi vì có thể thôi diễn những nhân quả này, cho nên ông ta mới có thể trở thành phía hắc thủ sau màn. Đứng ở phía sau, châm ngòi các thế lực lớn phát sinh chiến tranh. Cái gọi là ký ức nhất thế trùng sinh của đế hạo thiên, thật ra cũng chỉ là nhân quả do mà thế chủ tạo ra mà tôi. Đây là năng lực chỉ ông ta mới có được, mà thế chủ ám đế, cũng suy tính ra, hoàng đế rất có thể đang tiến hành một loại kế hoạch nào đó, gây bất lợi cho ông ta vì thế ông ta vô cùng khôn khéo, mà thế chủ cũng đã sớm có chuẩn bị. Đầu tiên ông ta ngưng tụ ra 5 miếng chủ tế lệnh. năm khối chủ tế lệnh này, bao hàm một phần sức mạnh của ông ta, cũng chính là sức mạnh huyết tế. Mà người đạt được chủ tế lệnh, thì có thể trở thành chủ tế, có được sức mạnh hiến tế vạn linh. Thực ra đây chính là đường lui mà ông ta để lại cho Minh. Về sau, hoàng đế lại lần nữa tìm tới cửa, đại chiến lại lần nữa mở ra. Sau khi luyện hóa lượng lớn tiên đạo vật chất, và các loại tinh hoa của tiên đạo chi tinh. Hoàng đế vốn đã có thực lực cường đại vô biên, hiện giờ càng mạnh đến mức có thể bao phủ chư kỷ nguyên. Dù là mà thế chủ cũng đều giật gấu vá vai, bị đánh tan liên tục. Cuối cùng bị trọng thương, bị hoàng đế một quyền đánh vào trong thành tiên môn. Sau đó thôi động toàn bộ sức mạnh, phong ấn ông ta. Đương nhiên, mặc dù phong cấm mặt thế chủ vào trong thành tiên môn, nhưng đơn độc đối phó với một trong mặt thế tứ thiên khải, dẫn đến bản thân hoàng đế cũng bị trọng thương hơn nữa sau khi phong cấm mà thế chủ thực ra ông ấy cũng không dư quá nhiều sức mạnh nữa sau đó ông ấy vì phòng ngừa mà thế chủ thoát ra được nên đã hoàn toàn trôn vùi chìa khóa kia cũng chính là thạch bàn kia nhưng thạch bàn này lại được tạo thành từ cùng một loại vật chất với thành tiên môn vì thế cho dù là hoang đế cũng không thể hoàn toàn trôn vùi cuối cùng bị đánh vỡ thành bốn khối phân tán đến các ngõ ngách tiên vực mà hoang đế đã hao tổn phần lớn sức mạnh cũng không phát giác ra được mà thế chủ mặc dù bị phong cấm nhưng ông ta lại lặng lẽ thả ra một tia thần niệm linh thức trong đó có một sợi thần niệm đã bám vào trên một mảnh vụn thạch bàn rất lâu sau đó mảnh vỡ thạch bàn có bám sợi thần niệm này lại được đế hạo thiên đang lịch luyện ở hư thiên giới nhặt được sau đó hắn ta ngủ say phòng ấn đến hoàng kim đại thế mà thế chủ liền thừa cơ tẩy não cho hắn ta đưa ký ức nhất thế trùng sinh vào trong đầu hắn ta khiến cho sau đó đế hạo thiên một lòng muốn bước vào thành thiên môn cuối cùng lại là trợ giúp ông ta giải phong. Ngoài ra, bởi vì mà thế chủ bị hoàng đế đánh trọng thương, bị phong ấn ở trong thành tiên môn. Vì thế ông ta không thể nào tu luyện được, sức mạnh đầu nguồn của ông ta là chiến tranh, họa loạn, tuyệt vọng, huyết tế. Tiên đạo vật chất trong thành tiên môn, thật ra không có ích gì đối với việc ông ta tu luyện. Vì thế mà thế chủ bắt đầu nghĩ cách muốn khôi phục thương thế của mình. Đồng thời, hoàng đế cũng bị trọng thương, nhưng vì phòng ngừa ngày sau mà thế chủ có thể thoát ra được. Cho nên ông ấy lựa chọn thành lập Hoang Cổ Thánh Điện nhất mạch. Đây là thế lực chuyên thuộc về Thái Cổ Thánh thể. Chương 2043 tất cả chân tướng, nơi phát ra hắc ám náo động. Chương 2043, tất cả chân tướng, nơi phát ra hắc ám náo động. Thánh thể mỗi một thời đại đều sẽ bị tiếp dẫn tiến vào Hoang Cổ Thánh Điện tu luyện. Mà chức trách của Thánh thể nhất mạch chính là trông coi thành tiên môn, phòng ngừa sai lầm trong trường hợp thành tiên môn lại lần nữa giáng lâm. Còn có các loại náo động tiên vực cũng là chức trách của hoang cổ thánh điện có thể nói thái cổ thánh thể tại sao muốn thủ hộ tiên vực bình định náo động thật ra chính là bắt đầu từ khi hoang đế thành lập ra hoang cổ thánh điện mà mà thế chủ vì chữa thương sợi linh thức thần niệm ở bên ngoài của ông ta tìm được trường sinh đế tôn mà tâm nguyện cả đời của trường sinh đế tôn chính là thành tiên khi linh thức thần niệm của mà thế chủ nói cho hắn ta biết phía sau thành tiên môn thực ra là một con đường cụt trường sinh đế tôn cảm giác tín nhiệm của mình đều hoàn toàn sụp đổ lúc này mà thế chủ đưa ra một giao dịch khiến trường sinh đế tôn không cách nào cự tuyệt được nếu trường sinh đế tôn làm việc theo chỉ thị của ông ta chờ ông ta thật sự khôi phục thực lực sau khi phá vỡ thành tiên môn sẽ đưa trường sinh đế tôn đi tìm thành tiên lộ thực sự mà thế chủ ám đế thân là một trong mặt thế tứ thiên khải người nắm giữ các loại nhân quả nếu như người khác nói có thể giúp hắn ta tiến về thành tiên lộ thực sự thì trường sinh đế tôn nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng mà thế chủ, hoàn toàn có năng lực này, vì thế trường sinh đế tôn đã đồng ý, cho dù sau khi đồng ý sẽ dẫn đến hạo kiếp thiên vực. Nhưng trường sinh đế tôn, vẫn không chút do so dự như trước. Vì thành tiên, hắn ta đã sớm không có tình cảm và sự thương xót thuộc về con người. Sau đó thì rất đơn giản, thần niệm của mà thế chủ, chỉ điểm trường sinh đế tôn, tìm được chủ tế lệnh hắn ta trở thành chủ tế đầu tiên đồng thời nắm trong tay sức mạnh huyết tế của hiến tế vạn linh trường sinh đế tôn tự tay rèn đúc bất hủ tế đàn sau đó dựa theo cách của mặt thế chủ phân tán các chủ tế lệnh khác cho các cấm khu đồng thời nói với bọn họ chỉ cần trở thành chủ tế khơi dậy tiên vực hắc ám náo động huyết tế vạn linh thì có thể có được lượng lớn tiên đạo vật chất từ trong thành tiên môn không chỉ có thể trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi kéo dài tuổi thọ mà còn có thể thăng hoa cực điểm vì thế các sinh mệnh cấm khu khác cũng gia nhập trận doanh của trường sinh đế tôn từ đây cơn ác mộng hắc ám náo động của tiên vực chính bởi vậy mà bắt đầu sở dĩ mà mà thế chủ hao tổn tâm cơ như thế cũng là bởi vì mỗi lần hắc ám náo động sẽ sinh ra năng lượng tiêu cực khổng lồ các loại tuyệt vọng còn có sức mạnh huyết tế đều sẽ tràn vào thành tiên môn cuối cùng bị mà thế chủ hấp thu thương thế của ông ta dần dần khôi phục từ trong các cuộc náo động đây mới là mục đích cuối cùng mà mà thế chủ tỉ mỉ bày ra hắc ám náo động một phía khác sự xuất hiện của hắc ám náo động cũng khiến cho hoang cổ thánh điện coi trọng mặc dù khi đó bọn họ vẫn chưa biết hắc ám náo động và mà thế chủ bị phong ấn rốt cuộc có quan hệ gì nhưng bảo vệ tiên vực bình định náo động đã là chức trách thấm vào cốt nhục hoang cổ thánh điện vì thế mỗi khi cử thiên cấm khu các đại chủ tế khơi dậy hắc ám náo động đại thành thánh thể của hoang cổ thánh điện chắc chắn sẽ ra ngăn cản thậm chí, tại thời điểm hoang cổ thánh điện cường thịnh nhất. Có những ba vị đại thành thánh thể xuất thế, trực tiếp đánh cho đám chủ tế nhất thế cửu thiên kia cầu huyết lâm đầu. Và nhất thế náo động kia, cuối cùng cũng không xuất hiện. Điều này khiến trường sinh đế tôn không vui, nếu náo động không xuất hiện, thì lời hứa hẹn của hắn ta sẽ không hoàn thành, mà thế chủ chắc chắn cũng sẽ không nói cho hắn ta biết thành tiên lộ ở nơi nào. Cho nên khi đó, trường sinh đế tôn đã nghĩ cách để đối phó với thái cổ thánh thể nhất mạch. Về sau, trường sinh đế tôn quả thật đã nghĩ ra cách hắn ta tìm được hai phe thế lực thương tộc và địa phủ thương tộc là chủng tộc có tên là thượng thương quyến cố bọn họ có được một phần uy năng của thiên đạo quy tắc trường sinh đế tôn dùng tiên đạo vật chất và bí mật về thành tiên lộ để trao đổi để thương tộc ra tay chế tạo cái gọi là thiên đạo gông xiềng nhờ vào đó giam cầm thánh thể huyết mạch ngoài ra trường sinh đế tôn tìm được địa phủ vừa vặn địa phủ cũng có kế hoạch của bọn họ chính là muốn siêu tập vạn linh chân huyết, mà màu của thánh thể nhất mạch là một trong những loại máu tươi khan hiếm nhất. vào thời điểm đó địa phủ cũng không dám đơn độc săn giết thái cổ thánh thể vì có thể sẽ gặp phải sự trả thù kinh khủng của hoang cổ thánh điện. vì thế sau khi trường sinh đế tôn tìm tới cửa, dường như hai bên rất ăn nhịp với nhau. trường sinh đế tôn lập tức đạt thành hiệp nghị với những kẻ đứng đầu địa phủ, những người đứng đầu địa phủ trợ giúp chế tạo ra thánh thể nguyền rủa diệt việt thánh thể nhất mạch đồng thời đạt được thân thể, tinh huyết của thánh thể nhất mạch. Mà trường sinh đế tôn, thì trợ giúp chia sẻ lửa giận đến từ hoang cổ thánh điện. Thiên đạo gông xiềng, thánh thể nguyên rùa, hai thứ này hạn chế thủ đoạn của thánh thể nhất mạch, đã được sinh ra như vậy. Hơn nữa quả thực có hiệu quả cực tốt, bởi vì đây là nguyên rùa bắt nguồn từ trong huyết mạch. Vì thế những thánh thể mới sinh, lại phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Trên cơ bản, rất khó có thể trưởng thành, mà thánh thể nhất mạch vốn dĩ vẫn luôn huy hoàng, từ đây liền bắt đầu rơi xuống dốc. Hoàng cổ thánh điện cũng không phải không nghĩ tới việc điều tra nguyên nhân, sau đó báo thù. Nhưng đây chính là thủ đoạn mà ba thế thực khủng bố thương tộc, địa phủ, cửu thiên cấm khu cùng liên hợp lại. Cho dù hoang cổ thánh điện mạnh hơn, thời kỳ đỉnh cao còn có ba vị đại thành thánh thể, cũng không có cách nào đối kháng lại sự liên hợp cường đại như thế. Bởi vậy, hoang cổ thánh điện bắt đầu xuất hiện đứt gãy, Cuối cùng nhân tài tàn lụi, người đời chê cười, hoàn toàn xa suốt dần dần biến thành tình trạng như hiện giờ mà không có sự cản trở của hoang cổ thánh điện thì cũng không còn ai ngăn cản hắc ám náo động nữa cứ như vậy liên tục kéo dài từ đời này qua đời khác mà mà thế chủ cũng mượn nhờ hắc ám náo động của hết đời này qua đời khác để khôi phục thương thế của bản thân cho đến tận hoàng kim đại thế này thương thế của mà thế chủ rốt cuộc cũng khôi phục ông ta lại có thể phá phong xuất hiện một lần nữa mang đến tuyệt vọng và chiến loạn kinh khủng nhất cho thế gian chương 2044 cư công chí vĩ thánh thể nhất mạch. chương 2044 cư công chí vĩ thánh thể nhất mạch. Chân tướng mọi việc đều đã rõ ràng, bí mật về hoang đế và đại hắc thủ sau màn, bí mật về lời nguyền rủa thái cổ thánh thể, bí mật đế hạo thiên trùng sinh, bí mật về hắc ám náo động, mọi nghi vấn đều được giải đáp, nhưng đáp án này lại tàn khốc đến mức làm người khác tuyệt vọng. Tiên vực vạn linh đều im lặng, có người vành mắt đỏ bừng, nhịn không được trào nước mắt. Bọn họ không ngờ rằng, hoàng đế và thái cổ thánh thể nhất mạch lại làm nhiều chuyện vì tiên vực như vậy. Nhưng hậu thế liên quan tới sự tích hoàng đế cũng bị xóa đi, như là không tồn tại. Thậm chí, thái cổ thánh thể bị chế diễu là thể chất gân gà. Mà đại thánh thể vũ hộ của hoang cổ thánh điện bị bá thể gia tộc tùy ý nhục nhã. Đây là một việc sao mà bi ai, có thể nói, nếu như không phải có quân tiêu giao thái cổ thánh thể hoàn mỹ xuất hiện đánh vỡ người đạo gông xiềng Toàn bộ cư công chí vĩ thánh thể nhất mạch có thể sẽ thực sự tuyệt diệt. Trường sinh đế tôn, mà thế chủ, vũ hộ đôi mắt đỏ bừng, mang theo huyết tinh, giọng nói hàm chứa sự thù hận khắc cốt. Mặc dù hắn có biết đôi chút về cổ tịch hoang cổ thánh điện, nhưng đối với quả thật hắn cũng không rõ về chân tướng những chuyện này. Cho tới bây giờ mới biết được, tiền bối thái cổ thánh thể bọn họ đã phải chịu đựng sự đau xót đến mức nào. Vũ hộ hận không thể trực tiếp cắn nát xương cốt trường sinh đế tôn và mà thế chủ. Vũ hộ, đừng xúc động, quân tiêu giao nói, Hắn cũng là thánh thể, thậm chí toàn bộ thánh thể nhất mạch hiện giờ cũng đều là do hắn vực dậy. Trong lòng hắn cũng vừa hận, vừa phẫn nộ, nhưng Quân Tiêu giao sớm đã có thể khống chế cảm xúc của mình. Hắn biết, hiện giờ kiếp số lớn nhất chính là Ma Thế chủ trước mặt, Ám đế. So với Ám đế thì ngay cả Trường Sinh đế tôn cũng không phải là chùm cuối. Mà Ma Thế chủ, vì khôi phục thương thế, có thể bố cục vạn cổ, ẩn nấp đến bây giờ mới xuất hiện đủ để thấy tâm trí và thủ đoạn của ông ta cực kỳ khủng bố. Người này còn khó đối phó hơn cả trung cực ách hỏa của dị vực. Trung cực ách hỏa cũng vô cùng cường đại, nhưng lại không có tính toán và bố cục. Còn mà thế chủ ám đế trước mặt này thì lại là một đại hắc thủ xảo trá đứng sau màn. Đồng thời có sức mạnh vô biên, đối thủ như vậy mới là kinh khủng nhất, nhìn thấy sắc mặt sắp tức chết của vũ hộ, mà thế chủ vẫn không thèm quan tâm như trước, giống như việc mà ông ta thích nhất chính là đùa bỡn lòng người ví dụ như đế hạo thiên trước đó, hoàn toàn bị ông ta chơi hỏng rồi. Ha ha, tàn khốc sao, tuyệt vọng sao, bản tọa thích nhất chính là nhìn thấy sắc mặt như vậy. Người càng tuyệt vọng, thì càng có thể tăng cường sức mạnh của ta, ta là trung cực tuyệt vọng của thế gian. Mà thế chủ phát ra tiếng cười khàn khàn quỷ dị, bầu trời dường như bị đánh rách, toàn bộ vùng đất quy khư đều băng diệt. Yên tâm, cho hai tàn khốc hơn vẫn còn ở phía sau. Khuôn mặt và thân hình mà thế chủ vẫn bị che giấu trong sương mù tinh hồng nồng đậm nhưng dường như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn như ma quỷ kia. Tất cả các ngươi hãy lui đi, đây đã là sân khấu của một mình bản tọa, ta là diệt thế kịch gia, là người đặt dấu chấm hết cho thế gian. Mà thế chủ đang say mê trong sự tuyệt vọng của vạn linh. Ông ta từ một đại hắc thủ phía sau màn, đã bước lên sân khấu. Muốn viết lên kịch bản tử vong và náo động cho sinh linh thế gian. Trường sinh đế tôn, không nói lời nào, đang yên lặng khôi phục thương thế. Nói thật, hắn ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm mà thế chủ. Vì thế hắn ta cần khôi phục thương thế, cho dù mạnh như mà thế chủ ám đế, cũng sẽ không khinh thường một vị thần thoại đế. Trường sinh đế tôn, người lừa chúng ta, sắc mặt ba người thánh linh chi tổ, đế vẫn thiên chủ, lục thiên thú thần vô cùng khó coi. Bọn họ đường đường là tồn tại thần cấp, là trí cường giả hàng đầu thế gian. Nhưng lại bị lừa gạt mơ hồ như vậy, không khác gì một công cụ. Điều này bọn họ sao có thể chịu đựng nổi, thể diện biết đặt ở đâu nữa. Cái gì gọi là lừa gạt, thành tiên môn này vốn dĩ không thể giúp người khác thành tiên được. Chờ đến khi mà thế chủ nói ra thời gian và địa điểm thành tiên lộ thực sự mở ra, bản đế tôn cũng sẽ nói cho các người biết. Trường sinh đế tôn nói, nghe nói như thế, sắc mặt đám người thánh linh chi tổ mới hơi dễ nhìn một chút. Nếu vậy thì bọn họ cũng không tính là đã phí công vô ích. Tiếp theo chúng ta tạm thời khôi phục thương thế, rồi theo dõi kịch bản diệt thế của mặt thế chủ. Trường sinh đế tôn không chút cảm xúc nói, ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cho rằng, trường sinh đế tôn, chính là hắc thủ phía sau màn, chính là nguồn gốc náo động. Đánh bại hắn ta, cũng chính là hoàn toàn kết thúc hắc ám náo động. Mọi người phỏng đoán quả thật không sai, nhưng chỉ đoán đúng một phần. Trường sinh đế tôn, quả thật là một trong những người lên kế hoạch. Nhưng đại hắc thủ phía sau màn thực sự, sự sợ hãi và tuyệt vọng của thế gian. Chính là ám đế, mà thế chủ đại biểu chiến tranh, một trong mà thế tứ thiên khải bị phong ấn ở trong thành tiên môn từ tên gọi của ông ta cũng có thể thấy được chủ nhân mà thế đây là cái tên kinh khủng đến mức nào mà thực lực của ám đế cũng vô cùng cường đại đến mức khiến người khác không cách nào tưởng tượng nổi mọi người cũng không biết cảnh giới của ông ta nằm ở cấp nào ánh mắt của bọn họ thậm chí còn không thể xuyên thấu màn xương tinh hồng kia không nhìn thấy chân thân mà thế chủ ám đế bên này quân tiêu giao vô trung đại đế vu hộ còn có đông hoa đế quân chân linh độc cô kiếm thần côn luân thiên sư sáu tồn tại trí cường độc đấu mà thế chủ ám đế về phần đám người trường sinh đế tôn thánh linh tri tổ bởi vì trước đó đã bị trọng thương vì thế hiện tại họ tạm thời lui ra phía sau để dưỡng thương hơn nữa mà thế chủ ám đế cũng đã nói ông ta không cần sự trợ giúp từ họ đây là sự tự tin tuyệt đối của ám đế ông ta là một trong mà thế tứ thiên khải là một trong khởi nguồn của tứ đại hủy diệt thế gian đây là kịch bản tận thế do một mình ông ta viết lên Ông ta muốn một mình hủy diệt tất cả, quét sạch hết thảy. Ha ha, xem ra đây chính là lực lượng đỉnh cao nhất của các ngươi rồi, nhưng theo như ta thấy thì vẫn yếu đuối lắm. Đảo qua sáu người trước mặt này, mà thế chủ phát ra tiếng cười lạnh khặc khặc. Ám đế, có thể ông chưa biết, trung cực ách hỏa cũng là một trong mà thế tứ thiên khải đã bị hủy diệt trong tay ta. Quân tiêu giao lạnh lùng nói, ồ, mà thế chủ ám đế, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nói thật, sáu người trước mắt này, ông ta nhìn cũng không thuận mắt, nếu là vô trung đại đế ở thời kỳ cường thịnh, hay là đông hoa đế quân chân thân giáng lâm, thì còn có thể khiến mặt thế chủ chú ý một chút. Nhưng đáng tiếc, bọn họ hiện giờ đều hoàn toàn không phải ở thời kỳ đỉnh phong. Ngược lại quân tiêu giao, khiến ám đế có hơi chú ý một chút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ông ta không thôi diễn ra nhân quả của quân tiêu giao. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó trong trí nhờ trùng sinh của đế hạo thiên không có quân tiêu giao. Người quả thật là một kẻ dị loại, liệu có phải là loại tồn tại đó không? chương 2045 lấy một địch 6 chương 2045 lấy một địch 6 Ám đế giống như là nghĩ tới điều gì? Nếu như có thể thôn vệ luyện hóa ngươi, bản tỏa có lẽ có thể siêu thoát được. Giọng nói của ám đế u lãnh, khiến cho người khác phát lạnh. Nghe đến đó, trái tim Khương Thánh Y đột nhiên siết chặt. Quả nhiên, mà thế chủ kinh khủng nhất trong lịch sử, muốn nhằm vào quân tiêu giao sao. Thánh Y tỷ tỷ mau rời khỏi đây quân tiêu giao buông tay Khương Thánh Y và đẩy nàng ra. Hắn dung nhập thần linh pháp thân, sẽ tiến hành cuộc chiến gian khổ chắc tuyệt nhất. Tiêu giao, vào thời khắc quân tiêu giao buông tay, trái tim Khương Thánh Y có chút bối rối, nội tâm trống rỗng. Giống như là quân tiêu giao sẽ mãi mãi rời xa nàng vậy. Giờ khắc này 12 khiến tiêu tâm của Khương Thánh Y có rút đau đớn, đau nhức như bị gai đâm vậy. Không cần nhiều lời, chân áp ngươi, trả lại sự thanh tĩnh cho thế gian. Thần linh pháp thân của quân tiêu dao một tay nắm loạn cổ phủ, một tay nắm luyện thế lô, tiếng nói hạo đáng. Chân áp bản tọa, ha ha, quả là chuyện nực cười nhất trong lịch sử. Mà thế chủ ra tay, một bàn tay máu che trời với sức mạnh huyết tế vô tận xuất hiện. Chỉ một bàn tay cũng có thể bắt diệt một vũ trụ. Đó là một loại chiến lược tuyệt thế, có thể tạo thành sức phá hủy cực kỳ khủng bố. Mà thế chủ có tên gọi là nguộc gốc của chiến tranh vì thế sức chiến đấu của bản thân ông ta tất nhiên cực kỳ khủng bố. Bên này, mấy người quân tiêu giao cũng ra tay, quân tiêu giao thần linh pháp thân khuấy động, sức mạnh của hàng trăm triệu tín ngưỡng, hóa thành thần mang trói lọi, chiếu sáng thiên địa. Ánh sáng của loạn cổ phủ cắt đứt thương thiên, luyện thế lô trấn áp vạn cổ thương mang. Vô trung đại đế, bắn ra sức mạnh vô cùng cường tuyệt, mái tóc màu xám cho của ông ấy nhanh chóng biến thành màu trắng. Chuông vô trung trong tay bắn ra hàng tỷ làn sóng hủy diệt. Đông hoa đế quân chân linh, toàn thân cũng sáng chói ông ấy nắm trong tay cổ pháp tiên đình, phán quyết thiên địa vũ hộ, càng ra sức ra tay hơn. Sự thù hận và căm phẫn của thánh thể nhất mạch hắn ta, dường như đã ảnh hưởng đến pháp thân của hoàng đế. Giờ khắc này, pháp thân của hoàng đế, bắn ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Đây cũng không chỉ đơn thuần là sức mạnh do vũ hộ thúc dục mà còn là một loại bản năng của hoàng đế pháp thân. Ám đế, chính là kẻ địch suốt đời của hoàng đế. Một quyền phong, đã diệt thế gian, đây là thần quyền của hoàng đế, cường hãn đến mức phá diệt vạn cổ chư thiên. Độc cô kiếm thần, cầm tiên khí thiên kiếm trong tay, hàng ngàn hàng vạn kiếm ý đang chảy, mũi kiếm sắc bén dường như muốn phân chia hai giới, khai thiên tích địa. Kiếm khí tung hoành ba vạn giảm, đây là bất thế phong mang thuộc về độc cô kiếm thần. Côn Luân thiên sư cũng nắm giữ cực chiêu vào tay, cổ tổ Côn Luân di tộc của ông ấy, nắm trong tay thần thông tinh túy mà Côn Luân cổ đế lưu lại. Sáu đại thế lực, giờ phút này phát tán ra thần thông ba động, khiến cho tinh khí thiên địa của cả cửu thiên và tiên vực cùng sôi trào các loại trật tự thần liên thiên địa pháp tắc dường như đều bị đánh đến vỡ vụn cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng bố này cho dù là trường sinh đế tôn sắc mặt cũng phải ngưng tụ nếu là thân thể bị trọng thương của hắn ta lúc này phải tiếp nhận một chiêu này của sáu đại thế lực tuy không trực tiếp băng diệt nhưng ít nhất cũng sẽ bị trọng thương không thể nào tưởng tượng nổi nhưng hiện giờ tất cả ba động đều do một mình mà thế chủ gánh chịu ha ha tới cả đi vạn thế náo động và sức mạnh hảo kiếp còn có sức mạnh tàn sát chúng sinh, đều gia tăng trên cơ mà thế chủ ám ta. Ta, chính là thần phán quyết của các ngươi, mà thế chủ phát ra tiếng cười to khàn khàn sắc nhọn. Trên người ông ta đang cuộn trào sức mạnh vô tận, sức mạnh huyết tế vô tận đang bắn ra, dường như có hàng tỷ sinh linh, đang dẫy ruộng, kêu rên dưới chân ông ta. Đây là sức mạnh của từng lần náo động, tất cả đều gia trì trên người của mà thế chủ. Ấm, um, vụ va chạm không cách nào tưởng tượng nổi khiến trung tâm của cuộc chiến bị đánh bật về trạng thái ban đầu. Giờ khắc này, tại vùng đất quy khư, dường như xuất hiện một vành mặt trời. Đó là một mặt trời vô cùng chói mắt, trong đó có sức mạnh vô tận đang đối đầu, ăn mòn, chôn vùi lẫn nhau. Vô số người đang ngước nhìn, đang cầu khẩn. Hiện tại, đừng nói sinh linh tiên vực, cho dù là một vài sinh linh cấm khu, giờ phút này lồng ngực cũng đang đánh chống thình thịch. Mà thế chủ ám đế, quá quỷ dị, nếu ông ta quả thật là chúa tể của mọi thứ, thì liệu cửu thiên cấm khu sẽ có những ngày tốt lành sao? Bọn họ cũng không cho rằng như vậy, đám người Trường Sinh Đế Tôn, Thánh Linh chi tổ, không quan tâm đến những điều đó, họ chỉ quan tâm đến việc liệu mình có thể thăng hoa hay không. Sinh linh cửu thiên và cấm khu ở trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là công cụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu như đến lúc đó, mà thế chủ ra tay với cửu thiên, chẳng lẽ đám chủ tế Trường Sinh Đế Tôn sẽ ngăn cản sao? Chắc chắn là sẽ không. Vì thế một vài sinh linh cử thiên bắt đầu cầu nguyện trong lòng, đám người quân tiêu giao có thể thắng lợi. Đây chính là cái gọi là mong muốn của lòng người, ánh sáng chói mắt che hết tất cả mọi thứ. Trong cuộc va chạm khủng khiếp như vậy, sau bóng người đều bị đẩy lui, mỗi người bị một loại thương tích khác nhau. Mà thế chủ ám đế dùng một địch sáu, chiếm ưu thế tuyệt đối. Va chạm kịch liệt, khiến cho thần linh pháp thân của quân tiêu giao xuất hiện rất nhiều vết rách. Từng khe hở xuất hiện thần linh pháp thân được hội tụ thành từ sức mạnh của hàng tỷ tín ngưỡng. Mà bây giờ lại vỡ vụn như đồ sứ vậy, mặt khác, vũ hộ cũng không chịu nổi, bị trọng thương. Còn có độc cô kiếm thần, ở trong thân thể tàn phế của diệp cô thần, trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân máu me đầm đìa. Tiểu diệp tử, chương 2046 mà thế chủ mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Chương 2046, mà thế chủ mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng ở phía kiếm trùng có một vị gia nhân nước mắt cuồn cuộn rơi xuống chính là tư đồ tuyết nàng biết nàng không cách nào ngăn cản diệp cô thần đây là tín nhiệm của diệp cô thần và cũng là tín nhiệm của độc cô kiếm thần ba người bọn họ đều mượn nhờ các loại sức mạnh mới có thể tham gia chiến trường đẳng cấp như thế này vì thế bọn họ cũng bị thương nặng nhất côn luân thiên sư cũng không chịu nổi khóe miệng tràn ra máu tươi đông hoa đế quân dùng chân linh ngưng tụ mà thành vì thế mới không bị thổ huyết nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng chân linh của đông hoa đế quân trở nên mờ nhạt một chút giống như là năng lượng bị pha loáng về phần vô trung đại đế thân hình ông ấy từ đầu đến cuối vĩ ngạn ngạo nghễ đứng sừng sững tựa như thần nhạc bất động thậm chí còn không ho ra máu bất quá người có tâm lại chú ý tới những sợi tóc xám trắng của vô trung đại đế đã gần như trắng bệch đáng tiếc a à, nếu như là vô trung đại đế ở thời kỳ cường thịnh chắc chắn có thể ngăn chặn mạt thế chủ vốn dĩ bản thân đại đế đã không ở trạng thái đỉnh phong đầu tiên là chiến đấu với trường sinh đế tôn thần thoại hiện tại lại huyết chiến với mặt thế chủ ông ấy đã đủ mệt mỏi rồi trận doanh tiên vực rất nhiều cường giả đều đang thở dài thật sâu những điều mà vô trung đại đế làm vì tiên vực đã đủ nhiều rồi ông ấy cũng gánh chịu rất nhiều nỗi buồn cùng bi thương thậm chí ngay cả người con gái thân yêu nhất cũng đã hy sinh vì ông ấy mà bây giờ vô trung đại đế mặc dù không còn mạnh mẽ như trước nhưng vẫn muốn góp chút sức lực cuối cùng vì tiên vực. Sự vĩ đại này khiến cho mọi người rung động. A, à, sáu người hợp lại có thể tiếp một trưởng của bản tọa, xem ra vẫn là bản tọa xem nhẹ các ngươi. Mà thế chủ đạm mạc nói, nếu trở lại năm đó, một mình ta đã có thể trấn áp ngươi về thành tiên môn rồi. Ánh mắt vô trung đại đế bắn ra như kiếm lạnh, ông ấy chỉ hận mà thế chủ không xuất thế vào thời điểm đỉnh cao nhất của mình. Nếu không, ai thắng ai bại, thật sự rất khó nói mà thế chủ cũng liếc mắt nhìn chằm chằm vô trung đại đế ngươi là thái cổ thánh thể về sau lại biến thành tiên thiên thánh thể đạo thai nếu cho ngươi đầy đủ tuế nguyệt nói không chừng ngươi thật sự sẽ trở thành hoang đế thứ hai đáng tiếc trong mắt bản tỏa ta người chẳng có chút uy hiếp nào cả giọng nói của mà thế chủ rơi xuống lại lần nữa ra tay ông ta vừa ra tay dường như bắn ra sức mạnh của nhất thế náo động vô số sinh linh bi hào ai khóc chỉ riêng sức mạnh tiêu cực đó mà dường như đã khiến cho cả tiên vực đều bao phủ một tầng huyết sắc. Đó là cảnh tượng náo động trước kia sao, vạn linh đẫm máu. Trời ạ, à, chẳng lẽ chúng ta cũng sẽ như thế, cũng sẽ vẫn lạc trong tuyệt vọng giống như các sinh linh đó ư? Không, mẫu thân, con không muốn. Có đứa trẻ trốn vào trong vòng tay của phụ mẫu, tu sĩ đã có tuổi, khóe mắt mang theo nước mắt loang lổ. Tiên vực vốn đã trải qua đại thanh tẩy, nếu như lại để cho mà thế chủ xuất thủ nữa. Vậy thì chắc chắn sẽ vạn linh tận thế. Đại đế, xin hãy cứu tiên vực chúng ta. Thần tử đại nhân, xin ngài nhất định phải chiến thắng hắc ám, giống như khi hủy diệt ách hỏa của dị vực vậy. Vô số sinh linh cầu nguyện, vô số sinh linh tín nhiệm. Tất cả đều hy vọng vào quân tiêu giao và vô chung đại đế. Những vết nứt vốn được che kín trên thần linh pháp thân của quân tiêu giao. Hiện giờ đã bắt đầu khôi phục, giết, giờ phút này, quân tiêu giao cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn đã từng nói rằng hắn không muốn làm cái gọi là anh hùng cứu vớt thế nhân. Nhưng bây giờ, nếu không đối phó được mặt thế chủ, không chỉ riêng chúng sinh tiên vực gặp xui xẻo, quân gia, khương gia, quân đế đình, đều sẽ bị tác động. Cho dù không phải là vì chúng sinh, mà chỉ là vì người đứng bên cạnh hắn, quân tiêu giao cũng phải tử chiến đến cùng. ầm um, quân tiêu giao đưa tay ra, thì chuyển ra thần chi ngục một lần nữa. Hắn muốn giống như trước đó đối phó với trường sinh đế tôn, dùng sức mạnh thần chi ngục để dẫn dắt sức mạnh tội nhiệt trên người mặt thế chủ. Từ đó áp chế thực lực mặt thế chủ mà thế chủ thân là đầu nguồn thực sự của hắc ám náo động tội nghiệt trên người ông ta chắc chắn còn nhiều hơn rất nhiều so với trường sinh đế tôn quả nhiên sức mạnh tội nghiệt có thể nói là vô cùng vô tận bắn ra từ trong cơ thể mà thế chủ oán niệm tội nghiệt kinh khủng đó thậm chí còn dẫn động thiên địa dị tượng cả bầu trời đều là một mảnh huyết hồng toàn bộ thế giới đều biến thành một thế giới huyết sắc nhưng điều nằm ngoài dự liệu của quân tiêu giao chính là mà thế chủ lại không chịu chút ảnh hưởng nào dù là đối mặt với sự phản vệ của tội nghiệt, ông ta vẫn không có chút mảy may dao động nào. Người quả thật khá thông minh, đáng tiếc, tội nghiệt và oán niệm chính là lương thực của bản tọa, người cho rằng những thứ này sẽ hữu dụng với bản tọa sao. Giọng nói của mà thế chủ giống như là nam nữ lão thiếu, vô tận ma âm chồng chất lên nhau, khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Ánh mắt quân tiêu dao trầm xuống, điều này có thể làm cho sức mạnh của trường sinh đế tôn suy yếu, nhưng đối với ám đế lại không có tác dụng gì ngược lại bản tọa lại rất thưởng thức, sự dẫy dụa của chuột bạch các ngươi. Mà thế chủ ra tay, huyết hà cuồn cuộn, tẩy rửa thiên địa. Vô tận tội nhiệt và oán niệm đều biến thành sức mạnh của bản thân ông ta. Dưới sức mạnh xung kích đó, đám người quân tiêu giao lại lần nữa bị đẩy lui. Vũ hộ, diệp cô thần, máu me be bét khắp người. Mặc dù có hoàng đế pháp thân và thân thể tàn phế của độc cô kiếm thần thay bọn hắn ngăn cản phần lớn sức mạnh. Nhưng sức mạnh của mà thế chủ quá cường đại, khiến bọn họ bị trọng thương, thậm chí ngay cả tâm thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Quân tiêu giao, tiếp tục thôi động thần linh bất diệt thuật. Nhục thể của hắn, có thể xưng cử thế vô song, nhưng giờ phút này cũng đang chấn động. Thần linh pháp thân, vừa mới bắt đầu khép lại thân thể, lại lần nữa bắt đầu băng liệt. Tuyệt vọng, thấy cảnh này, tất cả chúng sinh, thậm chí bao gồm cử thiên sinh linh, cũng đều cảm thấy một loại tuyệt vọng thấu xương. Mà thế chủ, chỉ đơn giản xuất ra một trường mà thôi, nhưng lại có thể nhẹ nhàng chấn áp lục đại trí cường. Không ai có thể ngăn cản mặt thế chủ, sự kết thúc của thế gian sẽ bắt đầu từ bản tỏa. chương 2047 Thiên địa hạo kiếp chương 2047 Thiên địa hạo kiếp Mà thế chủ lại lần nữa bộc phát sức mạnh vô thượng Sương mù màu hồng ngập trời, lấy ông ta làm trung tâm, bắt đầu lan về phía cửu thiên và tiên vực. Sinh linh cửu thiên sẽ là những người gặp nạn đầu tiên. Bởi vì cửu thiên gần với quy khư chi địa nhất. Tất cả sinh linh tiếp xúc với xương mù hồng sắc đều kinh hãi phát hiện, thân thể xương cốt của mình quả thực bắt đầu hòa tan. Giống như là một ngọn nến đốt cháy, bị ăn mòn dần dần, hóa thành chất lỏng. Không, tại sao lại có thể như vậy được? Sức mạnh sinh mệnh của ta đang nhanh chóng biến mất. Có sinh linh cửu thiên kinh hãi nói, trong chớp mắt đã có hơn ngàn vạn, hơn trăm vạn sinh linh bị hòa tan vào bên trong sương mù tinh hồng. Tất cả tinh hoa sinh mệnh, oán lực tiêu cực, đều bị mà thế chủ hấp thu. Không, chư vị đại nhân cứu chúng ta với thậm chí có một vài sinh linh ở bên ngoài cấm khu cũng bị liên lụy bọn họ đang hô to mong đám người trường sinh đế tôn cứu trợ nhưng cho dù là trường sinh đế tôn hay là tồn tại thánh linh chi tổ sắc mặt đều đạm mạc giống như không nghe thấy mà cấm khu trường sinh đảo cũng vội vàng lập đại trận cấm khu ngăn cách xương mù tinh hồng các cấm khu lớn của cửu thiên đều có đại trận hộ tộc của riêng mình ví dụ như kiếm khí tinh hà của kiếm trùng còn có luân hồi chi hải của luân hồi hải. Cũng may những đại trận cấm khu cổ này có thể ngăn cản sương mù tinh hồng. Nhưng sương mù này cũng vẫn trôi về phía tiên vực. Sương mù tinh hồng minh mông đó dường như có thể ăn mòn hết thảy sinh linh. Đây cũng là thứ được tạo ra từ sức mạnh huyết tế. Sức mạnh huyết tế có được sức mạnh phân giải vạn linh, đây là một loại sức mạnh hiến tế vô cùng kinh khủng. Trừ phi có thủ đoạn cường tuyệt, bằng không khó mà ngăn trở được. Nói thật, sương mù tinh hồng này không ảnh hưởng lớn đến cường giả và một vài thế lực cường đại. dù sao họ vẫn có thể chống cự và ngăn cản, nhưng đối với tu sĩ phổ thông hoặc là phần lớn sinh linh tầng cuối cùng, đó chính là xương độc diệt việt hết thảy. không, xin hãy cứu chúng tôi với. ai tới cứu cứu chúng tôi với. xương mù tinh hồng bắt đầu tràn ngập về phía tiên vực, cả một vùng tiên vực dần dần bị bao phủ. vô số sinh linh ở trong đó phát ra tiếng kêu rên bi thảm, cốt nhục đều là hòa tan thành huyết thủy. Chỉ có số ít các thế lực lập được đại trận hộ tộc, ngăn cách xương độc Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quả thực không ổn Quân gia chúng ta thì không sao, nhưng toàn bộ tiên vực sẽ bị đả kích, vạn vật sẽ mất đi cân bằng Nhị tổ của quân gia, quân lăng tiêu trao mày Xương mù tinh hồng này, đối với quân gia bọn họ, thậm chí đối toàn bộ hoang thiên tiên vực và huyền thiên tiên vực, cũng không đáng kể Bởi vì quân gia sẽ bảo vệ hai phe tiên vực này Nhưng nếu cứ như vậy, những tiên vực khác sẽ bị tử thương nghiêm trọng Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh tầng cuối cùng chết hết, sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với tiên vực. Giống như kim tự tháp vậy, nếu như tầng cuối cùng sụp đổ, toàn bộ kim tự tháp đều sẽ sụp đổ. Mà quân gia ở trên đỉnh kim tự tháp chắc chắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thiên địa sẽ mất đi cân bằng, mà có lẽ là thương tộc cũng nghĩ đến điểm này, có thần niệm mờ mịt, truyền âm với mặt thế chủ. Chính là vị diện bích giả của thương tộc, mà thế chủ, thủ đoạn của ông phải chăng có chút quá tuyệt tình rồi các ngươi gây ra chém giết náo động, thương tộc ta mặc kệ. Nhưng sinh linh tầng cuối cùng chết đi quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo cân bằng của toàn bộ tiên vực. Nhưng nghe thấy lời này, mà thế chủ cũng không có một chút dao động nào. Trước đó, trường sinh đế tôn muốn băng diệt cửu đại tiên vực nhưng lại bị thương tộc ngăn trở. Trường sinh đế tôn đã cho thương tộc thể diện, nhưng mà thế chủ lại không phải trường sinh đế tôn. Bản tọa hành sự còn chưa tới phiên thương tộc các ngươi quản, hãy cứ ngoan ngoãn làm rùa rụt cổ, đừng ra mặt làm gì mà thế chủ truyền về thần niệm vô cùng bá đạo mà thế chủ ngươi ngươi cũng đã biết thương tộc ta chính là dòng dõi của trời cao là a à, dòng dõi của trời cao thiên đạo thực sự thì sao chứ đây chỉ là thiên đạo tiên vực không phải trời xanh thống lĩnh chư thiên các ngươi chẳng qua chỉ là một đám chó săn cáo mượn oai hùng thôi mà thế chủ phát ra tiếng cười lạnh khinh thường vị diện bích giả của thương tộc kia không nói gì nữa không biết là vì tức giận hay là vì thực sự không thể làm gì. Không phải bởi vì nội tình thương tộc không dám đấu với mặt thế chủ. Chỉ là bọn họ không muốn trả giá đắt, kết đại thù với một kẻ địch mạnh như vậy. Mà tiên đình cũng có suy nghĩ như vậy, chính là bởi vì bọn họ có suy nghĩ này cho nên mới có thể khiến cho mà thế chủ không kiêng nể gì như thế. Nếu không, tất cả thế lực tiên vực, tiên đình, địa phủ, thương tộc, thái cổ hoàng tộc, hợp lực xuất thủ. Cho dù là mà thế chủ cường đại đến vô biên, cũng phải kiêng kỵ ba phần nhưng lòng người chính là như thế, mỗi người đều có tâm tư của mình. Thậm chí loại tồn tại giống như địa phủ, còn đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm được chút lợi ích từ việc này, làm sao có thể đứng ra đối kháng mà thế chủ chứ. Đến bây giờ, cũng chỉ có đám người quân tiêu giao là còn đang chống lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy không được, tiên vực sẽ chịu tổn thất cực lớn. Đông Hoa Đế quân chân Linh nói, ông ấy đã từng là chủ nhân của cổ tiên đình, đã từng là chủ nhân thống lĩnh tiên vực. Hiện tại, thấy khắp thiên vực vang lên tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tràn ngập đau thương và thảm thiết, trong mắt đông hoa đế quân, có cảm xúc nhàn nhạt. Tiền bối, người, đám người quân tiêu giao dừng lại, không biết ta dùng hết sức mình, có thể khiến ông ta bị thương được không? Lời của đông hoa đế quân vừa rơi xuống, sức mạnh toàn thân bắt đầu thiêu đốt, sôi trào. Trong lúc nhất thời, dường như có một sức mạnh thần thoại ngắn ngủi, quét sạch thiên địa thương mang. Thậm chí ngay cả kia xương độc tinh hồng kia cũng bị đánh tan một mảng lớn ồ oh, ánh mắt mà thế chủ che giấu trong sương mù tinh hồng hướng về đông hoa đế quân phụ thân đại nhân thấy cảnh này ở phía tiên vực diên triệt phát ra tiếng kêu khẽ trên dung nhan thiếu nữ tuyệt mỹ có nước mắt lưu lại nàng ngủ say rất nhiều kỷ nguyên nên cũng xa cách với phụ thân nàng từng ấy thời gian bây giờ có thể gặp lại đông hoa đế quân là vận may của nàng nhưng bây giờ phụ thân của nàng phải tiếp tục biến mất diên triệt con gái ngốc của ta đây chẳng qua chỉ là một đạo chân linh thôi, hy sinh thì hy sinh. Chỉ là về sau, con đều phải dựa vào chính mình rồi. Còn phải nhớ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đông Hoa Đế Quân đang mỉm cười, ông ấy đang thiêu đốt bản thân, hy sinh đạo chân linh này. Từ đó bộc phát ra một sức mạnh thần thoại thực sự thuộc về Đông Hoa Đế Quân. Còn ngươi, chớ có phụ con gái của ta, bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Trường 2048 đánh lui mặt thế chủ, chân dung hiển lộ. Chương 2048, đánh lui mặt thế chủ, chân dung hiển lộ. Đông Hoa đế quân lại lần nữa nói với quân Tiêu giao. Quân Tiêu giao giờ phút này im lặng, Đông Hoa đế quân thiêu đốt bản thân, muốn đánh ra một kích về phía mặt thế chủ. Lúc này hắn thực sự không thể nói ra lời phản bác, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Đông Hoa đế quân cười một tiếng, rốt cục cũng an lòng. Toàn thân ông ấy thiêu đốt lên pháp tác thần diễm, sau lưng ông ấy dường như có một mảnh kiến trúc cổ xưa minh mông nguy nga xuất hiện. Giống như là Thiên Cung Bảo cung, Cửu Tiêu thần đình. Chính là Cổ Tiên đình đã từng vô cùng huy hoàng, đế quân đại nhân, nhìn thấy Cổ Tiên đình tráng lệ đó, nhìn thấy Đông Hoa đế quân như ngọn lửa thiêu đốt. Tiên vực, những lão binh lão tướng của Cổ Tiên đình, ai nấy mắt hổ ngậm lấy nhiệt lệ. Đây chính là Cổ Tiên đình đã từng rất huy hoàng, một đời nổi danh, một thế tráng lệ, đều tại thời khắc này trở về giấc mộng đó. Ta, chủ nhân cuối cùng của Cổ Tiên đình, Đông Hoa đế quân, ở đây phát lệnh Tất cả chúng tướng của tiên đình, thủ hộ tiên vực. Giọng nói của Đông Hoa đế quân hảo đáng, truyền khắp thiên địa. Chúng thần tuân lệnh.